Chương 91, Nội viện quy củ. Thiên giai số 2 học xá trước đây từ Mai học trưởng chiếm cứ, nhưng trước đó không lâu Mai học trưởng đột phá đến thiên cảnh, một bước lên trời, đã từ trong viện tốt nghiệp, thiên giai số 2 học xá tự nhiên là trống không. Bởi vì chuyện này, không ít tự nhận là có năng lực học viên, đã bắt đầu sắn tay áo lên, chuẩn bị tranh đoạt thiên giai số 2 học xá quyền sở hữu. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, học viện thế mà trực tiếp đem thiên giai số 2 học xá tặng cùng Tịch Thiên Dạ ở lại. Tịch Thiên Dạ mới vừa gia nhập Yên Ba Đảo, liền cảm giác ra trên đảo kết cấu cấp độ phân chia rõ ràng, có rất mãnh liệt đủ loại khác biệt giai cấp cảm giác. Trên hòn đảo năng lượng thiên địa, cũng là càng trong khoảng cách điểm càng nồng đậm, tại hòn đảo rìa cùng tại hòn đảo trung tâm tu luyện, hiệu quả khả năng chênh lệch mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Nhường Tịch Thiên Dạ vào ở thiên giai số 2 học xá chính là viện trưởng ý tứ, các ngươi có ý kiến gì, có thể đi tìm viện trưởng lý luận. Cung trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía những học viên kia, sắc mặt băng hàn, đối với những học viên kia cung trưởng lão cũng sẽ không giống đối đãi Tịch Thiên Dạ như vậy, khuôn mặt tươi cười đón lấy, trưởng lão uy nghi hiển lộ, không thể nghi ngờ, một cỗ cường thế khí tức từ trên người nàng bộc phát ra. Chấn không ít học viên sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui lại. Các học viên tại cung trưởng lão uy nghiêm dưới, từng cái dọa đến không còn dám lên tiếng, trong ánh mắt có kính sợ cùng e ngại. Trưởng lão đây chính là thiên cảnh cấp độ tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một cỗ thiên uy, cùng bọn hắn này chút tông cảnh học viên chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm, một cái tại trời một cái tại đất. Chớ nhìn bọn họ một cái được xưng là nội viện thiên tài, có tông cảnh tu vi, nhưng tương lai có thể hay không đột phá đến thiên cảnh cấp độ, vẫn như cũ hai chuyện. Thiên cảnh cũng rất khó, có chút nội viện học viên rất có thể cả đời đều không thể bước ra một bước kia. Mà lại, nhường Tịch Thiên Dạ vào ở thiên giai số 2 học xá lại có thể là viện trưởng ý tứ, viện trưởng chính miệng nói, ai dám làm trái. Trong lúc nhất thời, hết thảy học viên đều giận mà không dám nói gì. Trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng cũng không dám vào lúc này đứng ra khiêu khích học viện quyền uy. Nhưng mà, đại bộ phận học viên không dám, không có nghĩa là tất cả mọi người không dám. Một tên dáng người thon dài thanh niên chậm rãi trong đám người đi ra, rất là tự nhiên đứng tại cung trước mặt trưởng lão, tựa hồ không phải hết sức e ngại cung trưởng lão uy nghiêm. Cung trưởng lão, học viện quyết định tuy không thể trái nghịch, thế nhưng Tịch Thiên Dạ mới vừa tiến vào nội viện, vẻn vẹn chỉ là một cái mới ra đời, liền khiến cho hắn vào ở thiên giai số 2 học xá bên trong, học viên khác trong lòng sao lại chịu phục. Mà lại, quy củ của nội viện, trăm ngàn năm đều chưa từng thay đổi, hết thảy học viên đều tán thành tuân theo, mặc kệ thân phận gì địa vị gì, vừa tới nội viện, chỉ có thể vào ở chung quanh bình thường học xá. Nếu là học viện bởi vì Tịch Thiên Dạ phá hư quy củ, chẳng những ngàn năm uy tín bị hao tổn, mà lại nội viện tốt đẹp công bằng cạnh tranh hoàn cảnh chắc chắn cũng sẽ bị phá hư. Vì kế hoạch lâu dài suy nghĩ, hy vọng học viện có thể nghĩ lại. Thanh niên kia dáng người thon dài, ngũ quan anh tuấn, đứng ra phong mang tất lộ, rất là cường thế, dù cho một tên trưởng lão ở đây, thế mà cũng là một bước cũng không nhường. Đúng đấy, một cái tốt đẹp tu luyện cạnh tranh hoàn cảnh, mới là học viện dạy học căn bản. Chẳng lẽ học viện muốn vì Tịch Thiên Dạ vứt bỏ mặc khác hết thảy học viên tại không để ý sao? Học viện làm như thế, quá mức bất công, liền không sợ mất lòng người à, hắn một cái Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ so hết thảy học viên cộng lại đều quý giá sao? Học viện như thế bất công bất chính, tương lai ai còn dám tới chiến mâu học viện cầu học? Sở học trưởng, ta ủng hộ ngươi. Thấy có người đứng ra ra mặt, một chút không có cam lòng học viên lập tức đứng ra lên tiếng ủng hộ. Mà lại, dám đứng ra người nói chuyện, hiển nhiên thân phận địa vị bất phàm, không ít học viên nhìn thấy thanh niên kia lập tức hoàn toàn yên tâm. Thiên giai số 2 học xá không chỉ có mang ý nghĩa vinh quang cùng địa vị, mà lại có thực sự chỗ tốt. Tại thiên giai số 2 học xá tu luyện, so mặt các học xá nhanh hơn nhiều, nội viện 50% trở lên tài nguyên đều tụ tập tại 10 tòa thiên giai học xá phía trên. Như thế lớn chỗ tốt, há có thể nhường Tịch Thiên Dạ một cái vừa mới gia nhập nội viện mới ra đời chiếm cứ. Sở Tường Phi, viện trưởng ý tứ, đến phiên ngươi tới soi mói. Ngươi có phải hay không cho là mình cánh đủ cứng, cho nên liền viện trưởng đều không để vào mắt.
Cung trưởng lão lạnh lùng nói, có học viên dám đứng ra phản kháng, bỏ qua nàng uy nghiêm, nhường trong nội tâm nàng tự nhiên không vui. Bất quá, thanh niên trước mắt hoàn toàn chính xác không đơn giản, nàng cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Tường Phi không dám. Sở Tường Phi sắc mặt biến hóa, hắn tuy cao ngạo, lòng dạ cao, nhưng cũng không thể dám đem Chiến Mâu học viện viện trưởng đều không để vào mắt, đây chính là sắp thành thánh tồn tại. Một khi thành thánh, thân phận so đế vương đều càng thêm tôn quý. Bây giờ Tây Lăng Quốc ai dám khinh thị Chiến Mâu học viện viện trưởng Cố Khinh Yên? Tường Phi không dám mạo hiểm phạm viện trưởng đại nhân, chỉ là muốn đem tiếng lòng của mình báo cho học viện. Tịch Thiên Dạ tuy thiên phú tuyệt thế, học viện toàn lực vun trồng không gì đáng trách, thế nhưng như thế bỏ qua trăm ngàn năm qua quy củ, chắc chắn đối học viện sự phát triển của tương lai có hại vô lợi. Xin mời học viện trưởng bối môn minh giám. Sở Tường Phi thái độ cung kính, nói chuyện cũng không kiêu ngạo không tự ti, dường như đứng tại học viện góc độ cân nhắc, nhường cung trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không tiện phát tác. Nhưng cung trưởng lão trong lòng rõ ràng, Sở Tường Phi đứng ra, nhưng thật ra là vì ích lợi của mình mà thôi. Như hôm nay giai số 2 học xá chống đi, rất nhiều người đều tại đánh này học xá chủ ý, Sở Tường Phi chính là lôi cuốn tranh đoạt người một trong. Sở Tường Phi, nội viện bài danh 10 vị trí đầu học viên, tông cảnh bát trọng thiên tu vi, thiên phú tuyệt cao, một thân thực lực cùng những cái kia có thể xưng nửa bước thiên cảnh thế hệ trước tu sĩ so sánh cũng không thua bao nhiêu. Người này trước mắt ở tại thiên giai số 6 học xá, thường xuyên có nội viện học viên xưng hô hắn là 6 học trưởng, ám dụ hắn tại cho nên nội viện học viên bên trong bài danh thứ 6. Mặc dù Sở Tường Phi ở lại cũng là thiên giai học xá, nhưng cùng với làm thiên giai học xá bên trong chênh lệch cũng là rất lớn. Thiên giai số 2 học xá tại hết thảy học xá bên trong gần với thiên giai số 1 học xá, nội viện tài nguyên nghiêng độ tương đối cao, số 2 học xá chiếm cứ tài nguyên, đơn giản so hai cái số 6 học xá tài nguyên cộng lại đều cao. Sở Tường Phi ngấp nghé thiên giai số 2 học xá cũng rất bình thường, không chỉ có Sở Tường Phi, rất nhiều học viên cũng là ý nghĩ như vậy, dù cho chính mình không chiếm được, cái kia cũng không nên tặng không cho Tịch Thiên Dạ a. Tịch Thiên Dạ một cái vừa mới gia nhập nội viện người mới, dựa vào cái gì chiếm cứ thiên giai số 2, chỉ bằng thiên phú à, vẫn là bằng quan hệ. Chỉ có bằng thực lực lấy được lợi ích, mới có thể được thừa nhận, mới có thể bị mọi người tin phục. Nếu không, ai trong lòng chịu phục? Cung trưởng lão đem trên người uy áp chậm rãi thu lại, nàng biết, chính mình uy áp đối Sở Tường Phi tới nói tác dụng không lớn, Sở Tường Phi tuy còn lâu mới là đối thủ của nàng, nhưng chỉ vẻn vẹn tiếp nhận nàng uy áp cũng là không khó. Sở Tường Phi, ai nói cho ngươi học viện muốn phá hư nội viện cho tới nay quy củ? Cung trưởng lão lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải, nếu như dựa theo quy củ, Tịch Thiên Dạ dựa vào cái gì vào ở thiên giai số 2 học xá? Sở Tường Phi thản nhiên nói, thiên giai số 2 học xá chống đi, viện trưởng chỉ là tạm thời nhường Tịch Thiên Dạ vào ở, hắn vào ở về sau vẫn như cũ hội dựa theo quy củ của nội viện A, các ngươi nếu có năng lực hoàn toàn có khả năng theo trong tay hắn đem thiên giai số 2 học xá cướp đi. Nói đến chỗ này, cung trưởng lão sắc mặt đã có chút cổ quái. Chương 92, bi kịch nhất người mới. Kỳ thật, cung trưởng lão trong lòng cũng rất kỳ quái, viện trưởng tại sao phải làm như thế? Theo lý thuyết, Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại, căn bản là thủ không được thiên giai số 2 học xá. Dù sao hắn lại thiên phú tuyệt thế, nhưng vừa mới đột phá đến tông cảnh lại sẽ có mạnh cỡ nào? Căn bản không sánh bằng những cái kia tại tông cảnh tu luyện vài chục năm, thậm chí mấy chục năm thế hệ trước học viên. Nếu nhường Tịch Thiên Dạ chiếm cứ thiên giai số 2 học xá, lại cho phép học viên khác đem theo trong tay hắn đoạt đi, đây chẳng phải là cố ý làm khó Tịch Thiên Dạ. Đối Vu viện trưởng cử động lần này cung trưởng lão đồng dạng có chút nhìn không thấu. Mà lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Hết thảy nội viện học viên đều hai mặt nhìn nhau, từng cái sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt, càng là có từng tia thương hại. Tịch Thiên Dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh, tu vi có thể mạnh bao nhiêu, tại nội viện chỉ sợ đại bộ phận học viên đều mạnh hơn hắn đi.
đem tịch thiên dạ đặt thiên giai số 2 học xá, lại cho phép học viên khác đem hắn vội mở ra, đây chẳng phải là đem một con chim sẻ ném ở phượng hoàng ổ, lúc nào cũng có thể sẽ bị chân chính phượng hoàng một cước đá ra tới. Thà rằng như vậy, chẳng thà ngay từ đầu liền dứt khoát trốn tránh, không đi trêu chọc chính mình không có tư cách có được đồ vật. Thậm chí, có vài học viên thậm chí xấu bụng suy đoán, tịch thiên dạ là không là địa phương nào đắc tội viện trưởng, cho nên viện trưởng cố ý chỉnh hắn. Đã như vậy, cái kia Tường Phi hiểu rõ, xem ra Tường Phi trách lầm học viện, ta vì thế xin lỗi. Sở Tường Phi sắc mặt cổ quái, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, giả ý khom người xin lỗi, nhưng mà nhìn phía tịch thiên dạ ánh mắt đã có chút không có hảo ý. Nếu vẫn như cũ dựa theo quy củ của nội viện đến, như vậy có một số việc liền dễ làm. Tại nội viện, cái gì đều muốn xem thực lực nói chuyện, thiên phú lại cao hơn vô dụng, không có thực lực liền nhất định phải cung cung kính kính, làm tốt bổn phận của mình, điệu thấp làm người làm việc. Hai ngày sau, một tháng một lần học xá tranh đoạt chiến liền sẽ mở ra, ta nghĩ đến lúc đó hội rất náo nhiệt. Sở Tường Phi lườm tịch thiên dạ liếc mắt, để lại một câu nói liền quay người mà đi. Rất nhiều học viên đều hiểu hắn ý tứ, thiên giai số 2 học xá tịch thiên dạ căn bản cũng không có tư cách chiếm cứ, hắn nhiều nhất tại thiên giai số 2 học xá bên trong ở 2 ngày liền sẽ bị đuổi ra ngoài, đến lúc đó mất hết thể diện, cỡ nào xấu hổ. Mà lại đạt được đồ vật lại lập tức mất đi, sợ là càng thêm đau lòng đi. Bình thường mỗi tháng một lần học xá tranh đoạt chiến hơn phân nửa thật yên lặng, sẽ rất ít thật xảy ra chiến đấu, bởi vì nội viện học viên thực lực trình độ đều có một cách đại khái ổn định kỳ, không có khả năng mỗi tháng đều sẽ phát sinh biến hóa, có chút nội viện học viên một năm. Thậm chí mấy năm đều chưa hẳn hội tham dự một lần học xá tranh đoạt chiến. Nhưng mà, hai ngày sau không giống nhau, thiên giai số 2 học xá vốn là vô cùng dụ người, mà lại bị tịch thiên dạ như thế một cái mới ra đời chiếm cứ, trong lòng có ý nghĩ người sợ là một đống lớn. Tịch thiên dạ vừa tiến nhập nội viện, sợ là liền muốn trở thành trò cười. Thảm thương thật đáng buồn, hắn tuy phong hoa tuyệt đại, nhưng bây giờ lại thế nào tranh đến qua những cái kia học viên cũ. Vì tài nguyên tu luyện, mỗi người đều sẽ đem hết toàn lực, cũng sẽ không bởi vì hắn thiên phú cao liền để lấy hắn. Có lẽ học viện có ý nhường tịch thiên dạ lịch luyện một thoáng, trải qua một lần thất bại, nhường tâm cảnh càng thêm viên mãn. Thế nhưng là cũng có một chút thiên tài, trải qua sau khi thất bại liền cũng đứng lên không nổi nữa, học viện đây là đùa lửa a. Chung quanh các học viên, có lắc đầu thở dài, có cười trên nỗi đau của người khác, có mặt có thần sắc lo lắng. Nhưng phần lớn cũng không coi trọng tịch thiên dạ, cho rằng đây là tịch thiên dạ một lần kiếp nạn, một cái sơ sẩy rất có thể liền tôn nghiêm hoàn toàn không có, cũng đứng lên không nổi nữa. Rất nhanh, vây quanh chung quanh nội viện học viên liền top 5 top 3 tán đi, đã không có người lại so đo tịch thiên dạ vào ở thiên cấp số 2 học xá sự tình. Tịch thiên dạ nhìn về phía cung trưởng lão, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cung trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, nhìn trái phải mà nói hắn nói. Tịch thiên dạ, chúc mừng ngươi vào ở thiên giai số 2 học xá A, đến mức sự tình khác, học xá bên trong có tùy tùng nữ mộc nhân vì ngươi giảng giải nói tỉ mỉ, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền không chậm trễ ngươi thời gian. Cáo từ A, nói xong, cung trưởng lão co cẳng liền đi. Dù cho nàng đều biết, tịch thiên dạ tiếp xuống hai ngày tháng ngày không tốt lắm, thế nhưng nàng thì có biện pháp gì, đó là viện trưởng quyết định. Tịch thiên dạ thấy cung trưởng lão có tình ý trốn tránh hắn, đảo cũng lười suy nghĩ nhiều, ngược lại nội viện với hắn mà nói cũng liền chuyện như vậy, ít nhất trước mắt học xá cũng không tệ. Đương nhiên, nói học xá khả năng có chút không phù hợp, nói thành cung điện thích hợp hơn một điểm. Hoan nghênh chủ nhân vào ở thiên giai số 2. Cung điện lối vào, sớm có hai nhóm hơn 10 người thị nữ lặng chờ tại cửa đại điện, thấy tịch thiên dạ đi tới dồn dập cúi người chào. Nội viện học sinh thân phận vô cùng tôn quý, bình thường sinh hoạt hàng ngày đều có thị nữ chăm sóc, một chút cơ sở điều kiện tuyệt đối cùng con em thế gia cùng cấp. Dù sao chiến mâu học viện bất kỳ một cái nào nội viện học viên đều là Tây Lăng quốc tương lai trụ cột, đối với bọn hắn, học viện cũng sẽ tận lực để bọn hắn hưởng thụ được chất lượng tốt sinh hoạt.
Mặt khác học xá còn như vậy, thiên giai số 2 học xá tự nhiên càng là tráng lệ, hai bên thị nữ từng cái xinh đẹp như hoa, dáng người thon dài, tuổi trẻ sống động. Cầm đầu nữ tử so với học viện rất nhiều hoa khôi lớp hàng ngũ đều không thua bao nhiêu, tướng mạo dáng người khí chất đều là nhất lưu. Bất quá các nàng đều là cô gái bình thường, đến từ chiến mâu thành bình dân người ta, chưa bao giờ tu luyện qua, cho nên vị tương đối mà nói tương đối thấp, có thể tới nội viện làm thị nữ đối với các nàng tới nói đều là chuyện tốt to lớn. Dù sao tại Thái Hoang thế giới cường giả vi tôn, võ luận thiên hạ, vô luận nam nữ tất cả mọi người quan niệm đều là như thế. Cường giả một lời nhưng quyết định ngàn vạn người sinh tử, có thể bao trùm tại cửu thiên chi thượng nhìn xuống chúng sinh. Mà nữ tử chỉ có mỹ mạo cũng là không đủ, nhất định phải có tương ứng tu vi cùng tài hoa mới có thể có chừng đủ cao địa vị. Chủ nhân, ta gọi Vương Vũ Văn, thiên giai số 2 học xá đại quản gia, có dặn dò gì xin ngài phân công. Cầm đầu nữ tử đi vào tịch thiên dạ trước mặt, hơi hơi khom người, khí chất ưu nhã, lễ nghi rất đúng chỗ. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi giới thiệu cho ta một thoáng nơi này đi. Vương Vũ Văn nghe vậy, liền dẫn tịch thiên dạ tiến vào trong cung điện, trên đường đi kỹ càng giới thiệu. Tịch thiên dạ phát hiện, trong cung điện công trình rất đầy đủ, cùng gia đình giàu có phủ đệ đều không hề khác gì nhau, ao nước, đình lâu, phi cát, hòn non bộ, vườn hoa, rừng trúc, đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mấy chỗ tu luyện, đều là bất phàm chỗ. Tịch thiên dạ phát hiện, chỉnh trong đó Thánh Sơn thiên địa tinh khí đều có một bộ phận ngưng tụ tại trong cung điện, mượn trong vòng Thánh Sơn tinh khí tu luyện, chắc chắn tiến triển cực nhanh. Khó trách, những cái kia nội viện học viên từng cái như vậy khát vọng ở vào nơi đây. Tịch thiên dạ khẽ cười nói. Vương Vũ Văn nhìn về phía tịch thiên dạ, có chút muốn nói lại thôi. Nàng tại thiên giai số 2 học xá gánh nhâm quản gia vài chục năm, lần thứ nhất gặp thấy chỉ có tông cảnh nhất trọng thiên tu vi chủ nhân. Theo trình độ nào đó tới nói, trước mắt chủ nhân sợ là cùng nàng ở chung thời gian ngắn nhất chủ nhân đi. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch thiên dạ nhìn về phía Vương Vũ Văn. Chương 93, Thần Du Thái Hư. Vương Vũ Văn bộ kia muốn nói lại thôi biểu lộ tự nhiên không gạt được tịch thiên dạ. Chủ nhân, ngươi cũng đã biết nội viện học xá cuộc chiến. Vương Vũ Văn hơi hơi trầm ngâm, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Vừa rồi nghe nói qua, tịch thiên dạ nhàn nhạt gật đầu. Hai ngày sau đó liền là mỗi tháng một lần học xá cuộc chiến tháng ngày, nếu có học viên nhìn chúng ngươi học xá, lại tự nhận là có thể đánh bại ngươi, liền sẽ khiêu chiến ngươi, tranh đoạt học xá quyền cư ngụ. Vương Vũ Văn thấp giọng nói, ngươi là lo lắng hai ngày sau ta sẽ bị người đuổi đi. Tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng, chủ nhân ngài như thế tuổi trẻ, thiên phú như thế cao, tương lai nội viện tất cả học xá đều có thể tùy ngươi chọn tuyển, Mưa Văn cảm thấy không cần nóng lòng nhất thời. Vương Vũ Văn nói khẽ, nàng không dám đem lời nói được quá trực tiếp, sợ đến tội tịch thiên dạ, tổn thương đến lòng tự tôn của hắn. Thế nhưng dùng tịch thiên dạ tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng giữ vững thiên giai số 2 học xá quyền sở hữu, dù cho cưỡng ép lưu lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu nói, ta nếu ở lại, chỉ cần ta không nguyện ý, không ai có thể đem ta đuổi đi. Hắn tịch thiên dạ lúc nào bị người khác chạy qua, hắn muốn đi cũng là chính mình không muốn lưu lại đến, chính mình rời đi. Thế nhưng là... Vương Vũ Văn có ý lại khuyên, không hy vọng tịch thiên dạ đến lúc đó tình cảnh xấu hổ, mặt mũi mất hết. Liên quan tới tịch thiên dạ, nàng tại nội viện cũng là từng nghe nói một chút, trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm, thiên phú vô song, xông qua thánh sơn tuyệt thế thiên kiêu. Đối với như thế phong hoa tuyệt thế thiếu niên, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng có được mấy phần ngưỡng mộ cùng khâm phục. Dùng tịch thiên dạ thiên phú cùng năng lực, nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, đừng nói thiên giai số 2 học xá, dù cho làm chủ thiên giai số 1 học xá đều không có vấn đề gì. Thế nhưng, hiện tại tịch thiên dạ căn bản cũng không có thực lực kia a. Dù cho nàng một cái thị nữ đều xem rất rõ ràng, huống chi những người khác.
Chủ nhân, học xá quyền sở hữu kỳ thật có khả năng giao dịch, ngươi sao không đem thiên giai số 2 học xá giao dịch ra ngoài, kể từ đó, ngài đã có thể được đến một bộ phận chỗ tốt, cũng có thể cùng việc này phủ sạch quan hệ. Ý ta đã quyết, Tịch Thiên Dạ mỉm cười, quay người hướng trong cung điện đi đến, nơi đây hoàn cảnh không tệ, hắn vì sao muốn dọn nhà. Tịch Thiên Dạ vừa tiến nhập nội viện, liền được an bài tại thiên giai số 2 học xá ở lại. Tin tức rất nhanh ở trong học viện truyền ra, không ít làm trời không tại Yên Ba đảo nội viện học viên đều biết tin tức. Thậm chí, một chút quan tâm Tịch Thiên Dạ tông phái, thương hội, học viện nhóm thế lực đều đã biết được. Tịch Thiên Dạ có tài đức gì, vừa gia nhập nội viện liền vào ở thiên giai số 2 học xá, cao như vậy vị trí, hắn ngồi được vững à. Tịch Thiên Dạ cái kia là muốn chết, thiên phú lại cao hơn, tại thực lực không đủ dưới tình huống cũng cần phải tuân giữ bổn phận, không nên vượt qua. Hắn như thế khoa trương, không phải cho người khác một cái đối phó hắn cơ hội à. Vậy cũng chưa chắc là Tịch Thiên Dạ nguyện ý sự tình, không phải nói viện trưởng đại nhân tự mình lên tiếng khiến cho hắn ở tại thiên giai số 2 học xá à. Hừ, dù cho viện trưởng đại nhân tự mình lên tiếng, Tịch Thiên Dạ cũng chưa chắc không có biện pháp ứng đối, hắn hoàn toàn có khả năng đem thiên giai số 2 học xá quyền sở hữu giao dịch ra ngoài, nhường cho những cái kia có tư cách chiếm cứ thiên giai 2 học xá các học viên. Hắn không liền có thể dùng không đếm xỉa đến à. Thế nhưng là ngươi nhìn hắn, mình chân như vậy ở đi vào, không có chút nào đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao ra ý nghĩ. Ha ha, như thế cũng tốt a, lại hai ngày nữa, một tháng một lần học xá cuộc chiến, vừa vặn có náo nhiệt xem. Ha ha, không tệ không tệ. Đoạn thời gian trước Tịch Thiên Dạ xuất tận đầu ngọn gió, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Ta ngược lại là hy vọng nhìn một chút, một đời tiên thiên thánh mầm, gặp được ngăn trở, bị người trước mặt mọi người đánh mặt, mất hết thể diện thời điểm hình ảnh. Rượu quá thay, ta cũng muốn nhìn một chút Tịch Thiên Dạ xui xẻo thời điểm. Bên ngoài nói bóng nói gió, đủ loại tin tức truyền bay đầy trời, toàn bộ đều cùng Tịch Thiên Dạ có quan hệ. Mà Tịch Thiên Dạ lại là căn bản cũng không để ý tới phía ngoài lời đồn đại rất ngữ. Ổn thỏa cung trong tự mình tu luyện. Vừa đột phá đến thông huyền cảnh, hắn đã có khả năng lựa chọn mấy môn uy lực không tầm thường pháp thuật tu luyện, mặc dù chỉ có thể tu luyện một chút rất cấp thấp pháp thuật, nhưng xuất từ Tịch Thiên Dạ tay pháp thuật, uy lực tự nhiên cũng không tầm thường. Bất quá trước đó, hắn trước hết đem thần thức tu luyện được, nếu không không có thần thức phụ trợ, thi triển ra uy lực pháp thuật cũng rất bình thường. Theo lý thuyết, chỉ có đi đến tu tiên đệ tứ cảnh linh phôi chi cảnh mới có thể tu luyện ra thần thức đến, nhưng Tịch Thiên Dạ kiếp trước túng hoành thiên địa, tự nhiên biết không ít phương pháp đặc thù có thể sớm ngưng tụ ra thần thức tới. Có một bài tên là Thần Du Thái Hư Tiên Pháp, liền có thể nhường tu tiên giả tại thông huyền cảnh thời điểm liền tu luyện ra thần thức. Này tiên pháp người sáng tạo tên là Thái Hư Đại La Tiên, tu vi có lẽ ở trong mắt thiên giả tiên đế qua quýt bình bình, nhưng ở thần hồn hóa niệm phía trên thiên phú. Lại là cả thế gian hiếm thấy, dù cho Tịch Thiên Dạ đều có chút thưởng thức. Thái Hư Đại La Tiên Thần Du Thái Hư, đối với thành tiên trước đó tu tiên giả tới nói, có thể xưng toàn vũ trụ xếp tại ba vị trí đầu thần hồn phương pháp tu luyện, bình thường tu tiên giả một khi tu thành phương pháp này, đủ để nhờ vào đó uy chấn thiên hạ. Đáng tiếc, Thái Hư Đại La Tiên đã tan biến ở trong dòng sông thời gian, Thần Du Thái Hư tại tiên giới đều vô cùng hiếm thấy, chỉ có bản độc nhất bị Tịch Thiên Dạ đạt được, hạ giới tu sĩ căn bản không có khả năng tu luyện phương pháp này. Trong mật thất, một điểm kim quang theo Tịch Thiên Dạ chỗ mi tâm sáng lên, dường như một khỏa mặt trời nhỏ, càng ngày càng sáng, càng ngày càng óng ánh. Sau một khắc, kim quang giống như là sống lại, bỗng nhiên lóe lên, quét ngang mà ra, quang diệu thiên địa, thế mà trực tiếp xuyên qua mật thất, hướng toàn bộ cung điện khuếch tán. Trong cung điện thị nữ bọn nô bộc, dồn dập cảm giác được một cỗ gió lạnh thổi qua, thân thể hơi hơi run rẩy run một cái, tựa hồ từ bên trong ra ngoài bị người quét mắt một lần giống như. Vương Vũ Văn theo bản năng ôm lấy ngực, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía chung quanh, nàng làm sao đột nhiên có một cỗ toàn thân cao thấp đều bị người rình trộm một lần ảo giác. Thế nhưng là đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh căn bản không có người. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, trong con mắt lóng lánh vệt sáng màu vàng, kéo dài nửa ngày mới chậm rãi tán đi.
Thần Du Thái Hư Pháp đã tu thành thiên thứ nhất, tụ ngũ tảng chi tinh khí, ngưng tụ thành không diệt thần thức. Hắn bây giờ tâm niệm cùng một chỗ, thần thức liền có thể bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi, ngồi tại trong mật thất đều có thể trông thấy lâm trong vườn hoa cỏ, chỉ cá lội trong nước. Chủ nhân, có khách trước tới bái phỏng, hắn nói là chủ nhân bằng hữu. Ngoài phòng tu luyện vang lên Vương Vũ Văn thanh âm. Tịch Thiên Dạ đi ra mật thất, thấy Vương Vũ Văn cung kính đứng ở một bên, khẽ cau mày nói. Người nào, tại nội viện hắn có thể không có cái gì bằng hữu, thậm chí tại toàn bộ chiến mâu học viện hắn đều không có mấy cái bằng hữu. Hắn gọi Mã Vinh Phát, cũng là nội viện học viên. Vương Vũ Văn nói, dẫn hắn tới thấy ta. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Mã Vinh Phát cũng là nội viện học viên, sớm tại mấy năm trước liền lẫn vào nội viện. Bất quá hắn thiên phú tu luyện kỳ thật bình thường, trước kia cùng hắn tố khổ qua, hắn có thể lẫn vào nội viện hoàn toàn là bởi vì gia tộc bên trong hắn một mạch kia trưởng bối hoa hàng loạt tài nguyên toàn bộ nện ở trên người hắn, sinh sinh tại hắn 30 tuổi trước đó đem hắn nhập vào tông cảnh. Bất quá đột phá đến tông cảnh về sau, Mã Vinh Phát nghĩ tiến thêm một bước lại vô cùng gian nan, nhiều năm qua đều dừng lại dập chân tại chỗ, tại nội viện cũng vẻn vẹn chỉ là cấp thấp nhất học viên, giống như vẫn luôn ở tại hòn đảo khu vực bên ngoài. Chương 94, Quận Chúa Giá Lâm, Tịch Thiên Dạ, hiện tại muốn gặp ngươi một mặt thật là không dễ dàng a. Mã Vinh Phát vừa đi vào điện liền cười trêu ghẹo nói. Trước kia hắn tìm Tịch Thiên Dạ, trực tiếp tới cửa gõ cửa là được, thế nào giống bây giờ thế mà cần thị nữ thông báo. Về sau Mã Vinh Phát đến đây, không cần thông báo, có thể trực tiếp đi vào. Tịch Thiên Dạ mỉm cười phân phó Vương Vũ Văn nói. Vương Vũ Văn cười gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài trong lòng. Về sau, há có về sau, chỉ sợ qua một ngày nữa, nơi đây liền muốn đổi chủ nhân. Trượng nghĩa. Xem ra ngươi thăng chức rất nhanh về sau, cũng không có quên ta cái này nghèo túng huynh đệ. Bất quá kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a. Mã Vinh Phát cảm khái rất nhiều, nhân sinh như kịch, ai có thể ngờ tới từng một mực bị người xem thường Tịch Thiên Dạ cũng sẽ có lấy như thế kinh thiên đại nghịch chuyển thời điểm. Lúc trước hắn đảo không chê Tịch Thiên Dạ, vẫn như cũ cùng hắn làm bằng hữu, dù sao có thể thực tình kết giao bằng hữu quá ít. Mà bây giờ, thế mà biến thành Tịch Thiên Dạ không chê hắn, nhân sinh lúc gặp, thật sự là khó liệu. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi luôn luôn không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, tìm ta này tới làm gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi thái độ gì, nói thế nào ta theo Yên Ba đảo bên ngoài chạy đến khu vực hạch tâm đến vậy muốn đi hơn mấy chục dặm đường đi, ngươi liền không trước hết mời ta ngồi xuống, uống chén trà cái gì? Mã Vinh Phát trợn trắng mắt, bất quá khóe miệng lại làm dấy lên một vệt nhàn nhạt nụ cười. Hắn biết, Tịch Thiên Dạ không có đổi, giống như từng. Chính như lúc trước hắn cũng không có bởi vì Tịch Thiên Dạ nghèo túng liền tránh xa người ngàn dặm. Ta tới đây, đảo cũng nếu không có chuyện gì khác, chủ yếu có ý thuyết phục ngươi một câu. Mã Vinh Phát nghiêm mặt, vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc nói. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Thì ra là thế, bất quá ngươi sợ là phải thất vọng, nơi đây hoàn cảnh không tệ, ta ở hết sức ưa thích. Mã Vinh Phát nghe vậy cười khổ, hắn biết Tịch Thiên Dạ hiện tại lòng dạ cao, không phải một cái ưa thích thỏa hiệp người, thế nhưng có đôi khi, không thỏa hiệp ngươi làm sao bây giờ? Dùng năng lực hiện tại của hắn, căn bản là không có cách chiếm cứ thiên giai số 2 học xá A. Thiên Dạ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi bây giờ căn bản không cần thiết cùng những học sinh cũ kia cứng rắn đòn khiêng. Dùng thiên phú của ngươi, tiếp qua cái mấy năm, triệt để trưởng thành về sau, Yên Ba đảo bên trên học xá còn không phải tùy ngươi chọn tuyển. Nghe huynh đệ một lời khuyên, Mã Vinh Phát có chút tận tình khuyên bảo, hắn tại nội viện chờ đợi đến mấy năm, tương đối rõ ràng nội viện những cái kia tuyệt thế thiên tài đáng sợ, nội viện bài danh 3 vị trí đầu học viên, danh xưng thiên cảnh phía dưới mạnh nhất, Tịch Thiên Dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh. Cùng bọn hắn đối đầu căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thiên Huân quận chúa trước tới bái phỏng, cầu kiến chủ nhân. Một tên thị nữ vội vàng đến đây bẩm báo, quận chúa giá lâm, bọn thị nữ tự nhiên không dám mảy may lãnh đạm. Xin mời quận chúa vào đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Mã VinFast nghe vậy lại hơi hơi ngây người, Thiên Huân quận chúa. Nàng làm sao lại tìm đến Tịch Thiên Dạ, hai người quan hệ hẳn là không quen đi. Ít nhất, tại hắn mang Tịch Thiên Dạ trước đi tham gia Thiên Huân quận chúa sinh nhật yến hội trước đó, hai người cũng không nhận ra. Bất quá, lúc này Tịch Thiên Dạ xưa đâu bằng nay, một ngày kia sắp thành làm cửu thiên thần long, dẫn tới Thiên Huân quận chúa coi trọng cũng là không kỳ quái. Nghĩ đến đây, Mã VinFast nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt hơi có chút vi diệu, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, có chút tiện có chút ái giấu. Lúc trước Tịch Thiên Dạ đem Thiên Huân quận chúa xem như nữ thần, tự mình cùng hắn nói ưa thích Thiên Huân quận chúa, hắn mới hao tổn tâm cơ đem hắn mang đi tham gia Thiên Huân quận chúa sinh nhật yến hội. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, mới qua bao lâu, từng cao không thể chạm nữ thần quận chúa, đã bắt đầu chủ động tìm tới Tịch Thiên Dạ. Bất quá cũng là không kỳ quái, Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, nếu là thành thánh, đem quân lâm Tây Lăng Quốc, làm Thiên Huân quận chúa quận phò mã dư xài. Thiên Huân quận chúa một bộ màu tím nhạt cung trang váy dài, trang dung thanh lịch, mặc dù đơn giản đi ra ngoài, nhưng như cụ quý khí bức người, có một cỗ hoàng nữ cao quý cùng đại khí, lại phối hợp cái kia tuyệt mỹ thiên tiên dung nhan, thước tha xinh đẹp dáng người. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ cao lên rất mãnh liệt chinh phục muốn. Tịch huynh, Thiên Huân mạo muội trước tới quấy giày, không thấy lạ đi. Thiên Huân quận chúa mỉm cười, ba phần dịu dàng, ba phần xinh đẹp, ba phần lộng lẫy. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu, trong trí nhớ đối Thiên Huân quận chúa cũng là có chút khắc sâu, bất quá đó là từng thiếu niên. Mã VinFast nhíu mày, không ngờ rằng Thiên Huân quận chúa tự mình đến đây, Tịch Thiên Dạ đều lạnh nhạt như vậy, lập tức vội vàng cười làm lành nói. Quận chúa giá lâm, khiến cho nhỏ bỏ rồng đến nhà tôm, sao có thể gọi quấy giày đâu, Thiên Dạ đúng không? Ta vị huynh đệ kia bất thiện lời nói, quận chúa tha lỗi nhiều hơn. Mã VinFast rất lịch sự mà đối với Thiên Huân quận chúa thi lễ, bất kể nói thế nào, Thiên Huân quận chúa đều là thành viên hoàng thất, thân phận tôn quý, không cần thiết dưới tình huống không thể tùy tiện lãnh đạm. Mã huynh khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Thiên Huân ngược lại ưa thích Tịch huynh tùy tính. Thiên Huân quận chúa dịu dàng cười nói, nàng lại không phải lần đầu tiên nhận biết Tịch Thiên Dạ, há không biết tính cách của hắn, sớm có chuẩn bị tâm lý. Mã VinFast nghe vậy ngầm cười khổ, tùy tính. Quả nhiên địa vị khác biệt, đãi ngộ cũng khác biệt. Trước kia nhưng không có người nói Tịch Thiên Dạ, tùy tính, nhận người ưa thích. Quận chúa đến đây, không biết có gì muốn làm. Tịch Thiên Dạ mở miệng nói. Tịch huynh, ta một bằng hữu thích vô cùng thiên giai số 2 học xá, có tình ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm quyền sử dụng, không biết tịch huynh có thể nguyện ý bán ra, giá cả tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Nếu như tịch huynh không có có dị nghị, chúng ta hôm nay là có thể tại cửu tiêu lâu hoàn thành giao dịch. Thiên Huân quận chúa ánh mắt như nước, lẳng lặng nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Mã VinFast nghe vậy trong lòng âm thầm tán thưởng, quận chúa không hổ là quận chúa A, thủ đoạn liền là không giống nhau, cùng hắn trực tiếp như vậy tới khuyên Tịch Thiên Dạ thủ đoạn cao minh không biết bao nhiêu. Thiên Huân quận chúa đến đây, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng là có tình ý trợ giúp Tịch Thiên Dạ vượt qua trước mắt cửa ải khó. Cái gọi là bằng hữu thích vô cùng thiên giai số 2 học xá, có ý mua sắm quyền sử dụng, thuần túy là một cái dễ nghe lời giải thích mà thôi. Dù sao mua sắm quyền sử dụng thì có ích lợi gì? Nội viện học xá, chỉ có đủ thực lực mới có thể thủ được, không có đủ thực lực mua cũng sẽ bị người khác cướp đi. Mà có thực lực giữ vững thiên giai số 2 học xá người, vừa lại không cần trong tay Tịch Thiên Dạ mua sắm. Thiên Huân quận chúa này đến, hiển nhiên có tình ý mua tốt cho Tịch Thiên Dạ, đồng thời giúp hắn hóa giải nguy cơ trước mắt. Mà lại tuyển tại cửu tiêu lâu giao dịch, quy cách đủ cao, truyền bá đủ rộng, nếu như lại thanh toán không ít giao dịch kim, để cho người ta thấy người mua thành ý cùng tôn trọng, như vậy Tịch Thiên Dạ liền có thể một cách tự nhiên từ nơi này vòng xoáy bên trong nhảy ra. Không lại bởi vậy tổn thương mặt mũi. Mã VinFast cảm khái vô hạn, Thiên Huân quận chúa không hổ là hoàng thất hoàng nữ, thủ đoạn liền là không tầm thường. Đa tạ quận chúa hảo ý, tịch mộ tâm lĩnh, bất quá ta không có dọn nhà dự định. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu.
Mã VinFast ngạc nhiên, tình huống gì? Như thế kế hoạch hoàn mỹ, Tịch Thiên Dạ không có lý do cự tuyệt đi, có thể nói bẹt toàn đôi bên, thong dong rời khỏi vòng xoáy diệu kế A. Tịch huynh không lại suy nghĩ một chút sao? Thiên Huân quận chúa đuôi lông mày cau lại. Chương 95, nữ nhân cảm tính. Thiên Huân quận chúa không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội cự tuyệt, dù sao nàng chuyến này có thể hoàn toàn vì hắn, đổi thành bất luận cái gì một người thông minh đều khó có khả năng cự tuyệt, bởi vì ai cũng biết, rất nhiều người đều đem hắn xem thành một khối lớn thịt mỡ. Liền đợi đến ngày mai học xá cuộc chiến mở ra thời điểm, hung hăng trà đạp lận hắn một phen. Hai vị ý đồ đến, ta xin tâm lĩnh. Bất quá nếu Tịch Nhu lựa chọn ở chỗ này, liền không ai có thể đem ta đuổi ra ngoài. Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc, trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt không ai bì nổi phong mang. Hỏi thế gian, ai có thể đem hắn Tịch Thiên Dạ đuổi đi? Mã VinFast thở dài, trong lòng biết không cách nào lại khuyên, từ khi Tịch Thiên Dạ cái kia cái gọi là tiên thiên thánh mầm thân thể sau khi thức tỉnh, Tịch Thiên Dạ tính cách liền có chênh lệch chút ít kích, phong mang tất lộ, không biết giấu dốt, không biết uyển chuyển. Cần biết, cứng quá dễ gãy a, hắn còn không có cứng rắn đến ai cũng tách ra công công tình trạng. Thiên Huân quận chúa lại là thân thể run lên, trong lòng rung động, đôi mắt đẹp nhất thời có chút mê, trong nháy mắt đó Tịch Thiên Dạ bạo phát đi ra tự tin cùng phong mang, đơn giản giống như là một cái thái dương chiếu chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Loại kia phát ra từ tại nội tâm tuyệt đối tự tin, hết sức rung động lòng người, hết sức để cho người ta tin phục khâm phục. Nữ nhân cách tự hỏi thường thường cùng đàn ông khác biệt, đàn ông đối đãi một việc vô cùng lý tính nghiêm túc, mà nữ nhân đối đãi một việc thời điểm, dưới tình huống bình thường so sánh lý tính nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng lại bởi vì một chút nhân tố quấy nhiễu. Từ đó phát động cảm tính một mặt. Lúc này Tịch Thiên Dạ tại Thiên Huân quận chúa trong mắt liền là như thế, có chút bá khí, có chút mê người, có chút để cho người ta khâm phục cùng tin phục. Hai vị tới đây nếu như chỉ là vì khuyên ta, như vậy mời trở về đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch huynh, mặc kệ thành bại hay không, ngươi bây giờ cao ngạo cùng bá khí rất để cho người ta thưởng thức đâu. Hy vọng ngươi ngày mai có thể sáng tạo ra kỳ tích, nói không chừng ta thật lại bởi vậy sùng bái bên trên ngươi nha. Thiên Huân quận chúa mỉm cười, rất đẹp hết sức động lòng người. Nàng không có nói thêm câu nào, trực tiếp cáo từ bước chân nhẹ nhàng quay người rời đi. Có đôi khi, thành cùng bại phản mà không là trọng yếu nhất. Dũng cảm, dám đi làm, dám đi liều, ngược lại càng khiến người ta khâm phục. Mã VinFast một mực lắc đầu, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại là bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cáo từ rời đi. Có lẽ, giống Tịch Thiên Dạ này loại cuột khởi quá mức mãnh liệt người, thỉnh thoảng ngã chổng vó một cái, chưa chắc không phải công việc tốt. Một ngày về sau, sáng sớm, tờ mờ sáng hào quang vừa mới vung vãi, bầu trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, thiên giai số 2 học xá bên ngoài liền đã bu đầy người. Nội viện học viên, ngoại trừ những cái kia tại bên ngoài làm nhiệm vụ, không cách nào gấp trở về, mặt khác cơ hồ toàn bộ tới. Có một ít thậm chí theo chỗ rất xa gấp trở về, tất càng như thế lớn náo nhiệt, tại nội viện thế nhưng là rất ít gặp. Gần nhất Tịch Thiên Dạ tên tuổi quá thịnh, đầu ngọn gió nhất thời không hai, cơ hồ tất cả quang mang đều tụ tập ở trên người hắn. Chính là bởi vì như thế, ngược lại rất nhiều người càng muốn nhìn hơn xem, Tịch Thiên Dạ gặp khó, bị giáo huấn thời điểm. Không chỉ có nội viện học sinh, rất nhiều học viện học sinh, thậm chí trưởng lão đều chạy tới vây xem. Sáng sớm liền vây tại thiên giai số 2 học xá cổng, đêm bình thường rộng rãi con đường đều chắn đến con kiến chui không lọt. Kẹt kẹt, bên cạnh cái kia càng thêm to lớn nguy nga số 1 học xá đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một tên dung mạo tuyệt thế nữ tử dậm chân mà ra, nàng này ánh mắt chứa uy quét đám người liếc mắt, lạnh lùng nói. Chắn tại cửa ra vào làm gì? Có cái gì náo nhiệt đẹp mắt? Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Chung quanh học viên nhìn thấy Nguyễn Quân Trác xuất hiện, từng cái giống như là con thỏ nhìn thấy lão ưng, sợ hãi rụt rè cung kính hành lễ, trên mặt hết sức cười xấu hổ lấy. Các ngươi những người này, bình thường không cố gắng tu luyện, liền yêu chạy đến tham gia náo nhiệt. Nguyễn Quân Trác mắt cược chứa uy, những nơi đi qua đám người dồn dập né tránh, rất nhanh liền nhường ra một cái thông đạo tới.
Nguyễn Quân chắc thản nhiên tuyển một cái tốt nhất vị trí, sau đó gọi thiên giai số 1 học giá thị nữ chuyển đến một thanh ghế mây, mặt không thay đổi ngồi ở phía trên. Chung quanh học viên thấy này từng cái hai mặt nhìn nhau, âm thầm mắt trợn trắng. Cái gì gọi là bọn hắn bình thường không cố gắng tu luyện, liền thích tham gia náo nhiệt. Cái kia đại sư tỷ, ngươi đây, ngài như thế quang minh chính đại dành chỗ đưa, thật được không? Rất nhiều trong lòng người oán thầm, nhưng lại mảy may không dám nói ra, thậm chí biểu hiện ra ngoài. Dù sao đại sư tỷ Nguyễn Quân chắc tại nội viện quyền uy không người dám khiêu khích. Trước kia thiên giai số 2 học xá Mai học trưởng tại đại sư tỷ trước mặt đều là tất cung tất kính. Đừng nói bọn hắn, Tịch Thiên Dạ thật sự là tìm đường chết, thế mà thật bình chân như vậy tại thiên giai số 2 học xá tu luyện, hắn cho là hắn là Mai học trưởng à, cứ không biết chết sống. Tô Chi Thần lẫn trong đám người, ánh mắt tràn đầy ác độc, bởi vì hắn ra ra chính là trưởng lão viện trưởng lão duyên cớ, thế mà cũng danh chính ngôn thuận chạy đến Yên Ba đảo phía trên tới. Trần huynh, cái kia Tịch Thiên Dạ như thế không biết tiến thối, dù cho lại có thiên phú lại như thế nào. Chỉ sợ căn bản đi không đến ngày đó. Trong đám người một tên lam váy nữ tử đứng tại Trần Vân Nhiên bên cạnh thân, hai người khoảng cách có phần gần, tựa hồ quan hệ rất không tệ. Nàng này tướng mạo chỉ có thể nói thanh tú, không khó coi cũng không có cỡ nào đẹp mắt, bất quá trên người bao phủ một cỗ quý khí, bằng thêm ra mấy phần ưu nhã khí chất, hiển nhiên xuất thân bất phàm, đến từ đại gia thế gia vọng tộc. Hắn có thể trưởng thành rồi nói sau, ta nhìn hắn chưa hẳn có thể phách lối bao lâu. Trần Bân Nhiên cười lạnh nói, tuyệt đối mạnh thực lực mới là đặt chân ở thế giới căn bản, có thiên phú thì có ích lợi gì, có rất nhiều người có thể tại ngươi chưa trưởng thành lên trước khi đến đem ngươi diệt trừ, không hiểu giấu tài, như thế phong mang tất lộ, hơn phân nửa không có có kết quả gì tốt. Ha ha, ta hôm nay đảo muốn nhìn một chút, hắn cánh đến cùng cứng đến bao nhiêu, có phải thật vậy hay không, ai cũng đạp không động hắn. Hướng Kiên Quyết tuồn cười ha ha, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, hắn một mực có ý giáo huấn Tịch Thiên Dạ, lại một mực không thành công, ngược lại mỗi lần đều bị đánh mặt, trong lòng đã sớm kìm nén một cỗ khí. Đúng đấy, ta cũng muốn nhìn một chút Tịch Thiên Dạ quẳng té ngã dáng vẻ, vừa tới nội viện liền lớn lối như thế, hắn thật coi là nội viện là hắn có khả năng tung hoành sao? Tịch Thiên Dạ bây giờ bị hư danh làm choáng váng đầu óc, căn bản không biết mình bao nhiêu cân lượng, cái gì tương lai đã định trước thành thánh, ITM biết tương lai lại là tình huống như thế nào. Nói có đạo lý, tương lai có thể thành cái gì, cái kia là về sau sự tình. Ngươi bây giờ không có bản sự, lại còn không thấp điều, không là muốn chết à. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều đều là chào phúng thanh âm. Không có người nhìn kỹ Tịch Thiên Dạ, dù sao tông cảnh cùng linh cảnh khác biệt, tông cảnh mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan, mỗi bước ra một bước đều chênh lệch vô cùng lớn. Không giống linh cảnh tu sĩ, có chút có khả năng vượt mấy cảnh giới chiến đấu, thậm chí vượt 5-6 cái cảnh giới thủ thắng. Nhưng tông cảnh không có khả năng, tu luyện tới tông cảnh, chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Tông cảnh vượt qua một cảnh giới chiến đấu đều vô cùng khó khăn, vượt qua 3-4 cái cảnh giới, dường như rất nhỏ khả năng, trừ phi những cái kia nghịch thiên tuyệt thế thiên tài, tỉ như đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác, tỉ như từng Mai học trưởng. Nhưng cho dù bọn họ, cũng không có khả năng vượt qua 6-7 cảnh giới chiến đấu, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ đối phó tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, sợ là thổi khẩu khí đều có thể đem tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ thổi ngã trái ngã phải. Chương 96, đạp người nóc nhà, các ngươi này chút chỉ biết là ở sau lưng nghị luận người khác, không có chút nào gây nên người, cùng Tịch Thiên Dạ so sánh, liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Một đạo thanh lãnh thanh âm trong đám người vang lên, chỉ thấy thiên huân quận chúa chậm rãi mà đến, trên đường đi rất nhiều học viên đều theo bản năng nhường đường. Ai đều không ngờ rằng, thiên huân quận chúa bởi vì Tịch Thiên Dạ nói chuyện, trong lúc nhất thời chung quanh tiếng nghị luận nhỏ rất nhiều, không còn dám như vậy trắng trợn chửi với Tịch Thiên Dạ. Dù sao, thiên huân quận chúa chính là thành viên hoàng thất, phụ thân nàng càng là quyền thế thao thiên quận vương, không có mấy người nguyện ý trêu chọc nàng. Nếu là không cẩn thận bị nàng lo lắng bên trên, sợ là không có có kết quả gì tốt.
quận chúa, không thể nói như thế, cái kia Tịch Thiên Dạ chính mình không biết tự lượng sức mình, chim sẻ ngấp nghé Phượng Hoàng Tổ. Một người học viên trong lòng không phục, nhỏ giọng phản bác. Thiên Huân quận chúa lạnh lùng dốc xương lóc thịt người học viên kia liếc mắt, mặt không chút thay đổi nói. Tịch Thiên Dạ lại không biết tự lượng sức mình, nhưng người ta chí ít có dũng khí, không giống các ngươi những người này, chỉ biết là lấy mạnh hiếp yếu. Gặp phải kẻ yếu đủ loại ức hiếp, gặp phải cường giả lại khúm núm, như cái nô tài. Ta gọi là xem xét thời thế, đại trượng phu co được giãn được, chính là cách đối nhân xử thế đạo lý lớn. Học viên kia biện luận, ngươi ngoại trừ hội giảng đạo lý, sẽ còn làm gì? Ngươi không phải xem thường Tịch Thiên Dạ à, vậy ngươi có năng lực đi lên đoạt hắn học xá a? Hắn một cái mới vừa tiến vào nội viện mới ra đời, ngươi sẽ không đều muốn xem xét thời thế a? Có năng lực, ngươi cũng đừng ở sau lưng lải nhải, cái kia sẽ chỉ làm người không nhìn chúng. Thiên Huân quận chúa cười lạnh, học viên kia vẻ mặt chướng hồng thành màu gan heo, nửa ngày nói không ra lời. Hắn mặc dù gia nhập nội viện có 2-3 năm, nhưng bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là tông cảnh tam trọng thiên tu vi mà thôi. Tịch Thiên Dạ linh cảnh thời kỳ liền có thể đánh bại tông giai ma chủng, hiện tại đột phá đến tông cảnh, khẳng định càng thêm cường đại, hắn há lại sẽ là Tịch Thiên Dạ đối thủ. Có vài học viên, cả đám đều không còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn ở sau lưng nghị luận Tịch Thiên Dạ, vốn là có chút thất bại. Bây giờ bị Thiên Huân quận chúa ở trước mặt châm chọc, càng là khó xử. Bất quá, càng nhiều học viên nhưng căn bản không coi là việc to tát, vẫn như cũ lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy Tịch Thiên Dạ thất bại. Đừng nói nội viện học viên, dù cho những lão sư kia cùng trưởng lão cũng đều toàn không coi trọng Tịch Thiên Dạ, nếu là Tịch Thiên Dạ khăng khăng lưu tại Thiên Giai số 2 học xá, sợ là muốn ăn cái không nhỏ đau khổ. Tịch Thiên Dạ tuổi còn nhỏ, ngẫu nhiên gặp thiên duyên cuột khởi nhanh như vậy, tâm cảnh không có thiếu hụt đều khó có khả năng, nếu như hắn không cách nào đền bù trên tâm cảnh thiếu hụt, như vậy hắn liền vĩnh viễn trưởng thành không nổi. Giáo sư chỗ quần thể bên trong, Vương Giang Thuận thản nhiên nói, trong mắt lập lòe từng tia cười trên nỗi đau của người khác. Tịch Thiên Dạ cuột khởi, khiến cho hắn ở trong học viện mặt mũi mất hết, hiện tại rất nhiều học viên đều xem thường hắn, bị người gọi đùa làm học viện nhất có mắt không tròng, không biết chân bảo lão sư. Người ta tâm cảnh có thiếu hụt, ngươi tâm cảnh không có thiếu hụt, ngươi đi xông cái thiên lộ thử một chút, ngươi muốn ngươi xông qua thiên lộ, ta lập tức quỳ ở trước mặt ngươi nhận lầm, về sau cũng không tiếp tục đánh ngươi. Tôn Hiểu Vi khinh bỉ quét Vương Giang Thuận liếc mắt, một cái tu hành khóa lão sư, như thế không có sư đức, làm sao có thể giáo dục học sinh tốt. Ngươi một cái nhát như chuột ra hỏa, liên tiếp chịu khiêu chiến của ta cũng không dám, tránh chi như hổ, lại như thế nào hiểu Tịch Thiên Dạ không biết sợ đại dũng khí. Ngươi cùng hắn, căn bản liền không cùng một đẳng cấp bên trên người. Ở trong mắt Tôn Hiểu Vi, Tịch Thiên Dạ liền là loại kia có to lớn dũng khí, kiên định ý chí, tinh thần bất khuất học sinh, toàn thân tản ra mãnh liệt nhân cách mị lực. Ngươi, Vương Giang Thuận sắc mặt khó coi vô cùng, Tôn Hiểu Vi chính là muốn cùng hắn không qua được đúng không? Nếu như không phải mình đánh không lại nàng, khẩu khí này làm sao đều không thể nhẫn. Hừ, Vương Giang Thuận hừ lạnh một tiếng, đem đầu ngoặt về phía một bên không nói thêm gì nữa. Kỳ thật, đến đây người vây xem, cũng không tất cả đều là đến xem Tịch Thiên Dạ bị trò mèo mất mặt người. Có một nhóm cảm tính tiểu nữ sinh, nhưng trong lòng thì yên lặng ủng hộ Tịch Thiên Dạ, chỉ là tại đại chúng thanh âm trước mặt, thanh âm của các nàng lộ ra như thế nhỏ bé, thậm chí cũng không dám phát ra bản thân nội tâm thanh âm. Giờ thìn đã đến, dựa theo kỳ trước quy củ học xá cuộc chiến đã mở ra, hết thảy học viên đều có tư cách đối bỏ chủ tiến hành khiêu chiến. Tịch Thiên Dạ, ngươi cho rằng ngươi một mực co đầu rút cổ lấy không ra liền có thể tránh thoát đi sao? Canh giờ đã đến, rất nhiều học viên đã bắt đầu kêu gào, từng cái hưng phấn vô cùng, náo nhiệt rốt cục muốn bắt đầu, xem Tịch Thiên Dạ làm sao sống trước mắt này một cửa. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, nhanh cút ra đây đi, không tránh khỏi. Ngươi nếu dám chiếm cứ Thiên Giai số 2 học xá liền muốn có chuẩn bị tâm lý.
Một tên dáng người thon dài lạnh lùng thanh niên cười ha ha, bước ra một bước, cả người phiêu nhiên bay lên, trực tiếp rơi vào cung điện trên nóc nhà, dẫm lên ngói lưu ly, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trong cung điện. Người này một đứng ra, dường như dây dẫn nổ. Liên tiếp có người đi ra, cậy mạnh đạp tại thiên giai số 2 học xá trên nóc nhà, dường như dẫm lên tịch thiên dạ tôn nghiêm, cười lạnh nhìn về phía trong cung điện. Một cái, hai cái, ba cái. Trong khoảnh khắc cửa cung điện trước trên nóc nhà liền đứng đấy mười mấy người, mỗi một cái đều tư thái khoa trương, không ai bì nổi, từ trên người bọn họ tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, dường như lang yên xông thẳng lên trời, lẫn nhau uy áp nối liền cùng một chỗ. Hóa thành một cỗ năng lượng bạo phong, bao phủ thiên địa, đáng sợ vô cùng. Quá phận, thiên huân quận chúa ánh mắt băng lãnh, trong lòng có một luồng khí nóng không chỗ phát tiết. Các ngươi khiêu chiến tịch thiên dạ không gì đáng trách, quy củ của nội viện liền là như thế. Thế nhưng dẫm lên người khác nóc nhà hướng người khác phát ra khiêu chiến, chính là phi thường không tôn trọng, thậm chí vũ nhục đối phương hành vi. Nội viện học xá cuộc chiến lịch sử lâu đời, trải qua vô số trận chiến đấu, nhưng có rất ít người tại khiêu chiến trước đó liền dẫm đạp người khác nóc nhà. Trừ phi hai người ban đầu liền có đại thù, mới có thể xuất hiện này loại cực đoan khiêu khích miệt thị tình huống. Nhưng lúc này, đạp tại tịch thiên dạ trên nóc nhà người, đâu chỉ một cái hai cái, lại có 10 cái nhiều, chiến mâu học viện trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Khi người quá đáng, Mã Vinh Phát sắc mặt khó coi, vẻn vẹn nắm chặt nắm đấm. Dù cho Bình Chân như vậy ngồi tại trên ghế mây xem trò vui, Nguyễn Quân Trác cũng hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt không vui. Tịch Thiên Dạ vừa mới gia nhập nội viện, không đến mức đắc tội nhiều người như vậy. Đạp tại trên nóc nhà một ít học viên, Tịch Thiên Dạ sợ là cũng không nhận ra. Nhưng có đôi khi, lòng người là nhất khó dò. Tịch Thiên Dạ gần nhất đầu ngọn gió quá thịnh, có thể nói nhất thời không hai, sợ là không ít người trong lòng đều có một tia ghen ghét. Rất nhiều người sợ là đều nghĩ đến đem viên này chói mắt nhất kim cương đạp tại dưới chân, luôn vì bọn họ đá đặt chân, để dương danh lập vạn. Mặc dù có tư dục chính là nhân chi thường tình, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi lại là để cho người ta chán ghét. Tịch Thiên Dạ, đừng nghĩ lấy làm rùa đen, ngươi không đường có thể đi. Ngươi không còn ra, coi như không chỉ đạp ngươi nóc nhà mà thôi, mà là trực tiếp xông vào sốc nơi ở của ngươi. Một tên to con đại hán cười ha ha, hết sức cuồng dã tùy ý. Thật náo nhiệt, bên trong điện cửa chính, rốt cục chậm rãi hướng hai bên mở ra, Tịch Thiên Dạ dạo bước mà ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, dường như sáng sớm như người bình thường đi ra ngoài tùy ý, phảng phất không có phát hiện chung quanh dương cung bạt kiếm. Chương 97, huy động nhân lực. Một loạt thị nữ theo sát Tịch Thiên Dạ sau lưng từ trong điện đi ra, cung kính đứng ở cửa điện hai bên, đồng thời hướng Tịch Thiên Dạ khom mình hành lễ. Mặc kệ Tịch Thiên Dạ có thể hay không giữ vững thiên giai số 2 học xá quyền sở hữu, nhưng ít ra hiện tại, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ là học xá chủ nhân. Vương Vũ Văn nhìn ngoài cửa lớn đám người vây xem, mắt có thần sắc lo lắng, nội viện học xá cuộc chiến thường xuyên phát sinh, nhưng nàng chưa bao giờ từng thấy như thế lớn chiến trận. Tựa hồ Tịch Thiên Dạ tựa như một khối lớn thịt mỡ, ai cũng muốn lên tới gặp một ngụm. Từ nội tâm giảng, nàng kỳ thật thật thích Tịch Thiên Dạ như thế một vị chủ nhân, không hy vọng Tịch Thiên Dạ bị đuổi ra ngoài. Mặc dù mặt ngoài Tịch Thiên Dạ rất lãnh đạm, cảm giác đầu tiên để cho người ta có rất mãnh liệt khoảng cách cảm giác, nhưng cùng hắn ở chung một quãng thời gian liền sẽ phát hiện, hắn kỳ thật hết sức bình dị gần gũi, đặc biệt tốt nói chuyện, mà lại ánh mắt bên trong không có loại kia cao cao tại thượng. Cùng hắn ở chung hết sức dễ chịu. Tịch Thiên Dạ, ngươi rốt cục dám ra đây, hôm nay ngày gì, ngươi không phải không biết đi. Ha ha, kỳ thật hắn tại giả vờ không biết, cố ý ở đây chứa bình tĩnh. Chủ nhân, nội viện học xá cuộc chiến không thể né tránh, chỉ có thể tiếp nhận khiêu chiến. Bất quá, có khả năng nhận thua, triệt để rời khỏi tranh đoạt. Vương Vũ Văn khẽ thở dài, nàng sợ là một lần cuối cùng gọi Tịch Thiên Dạ là chủ nhân. Tịch Thiên Dạ mỉm cười gật đầu, ánh mắt quét vòng vây tại cửa chính đám người, thản nhiên nói. Xem ra rất nhiều người đều đối ta Hàn Xá cảm thấy hứng thú a. Hàn Xá, chung quanh các học viên nghe vậy, từng cái mắt trợn trắng, không khoác lác sẽ chết.
dám nói thiên giai số 2 học xá làm hàn xá, cái kia dạng gì học xá mới không bần hàn. Tất cả mọi người cho rằng, Tịch Thiên Dạ đã tại đánh mặt xưng tới xung mập mạng. Bớt nói nhiều lời, Tịch Thiên Dạ, giờ thìn đã đến, học xá cuộc chiến đã mở ra, vậy liền để cho ta tới tung gạch nhử ngọc đi, ta Lâm Tiêu hướng Tịch Thiên Dạ phát ra khiêu chiến. Bên thắng lưu, kẻ bại lui. Đại điện trên nóc nhà một tên tráng kiện thanh niên ngừ lạnh một tiếng, trực tiếp theo ngói lưu ly bên trên nhảy lên một cái, rơi vào bên trong trước điện đất trống bên trên. Bên trong trước điện đất trống, rộng lớn vắng vẻ, mặt đất bị thần văn trận pháp gia cố, thường xuyên dùng làm diễn võ trường, các học viên thỉnh thoảng luận bàn tỉ thí đều ở chỗ này. Vô sỉ, thế mà bị người nhanh chân đến trước, Lâm Tiêu quá vô sỉ. Đáng hận a, Lâm Tiêu phản ứng làm sao nhanh như vậy, ta thật là đần chết rồi, sớm biết dù như thế nào cũng không nên cho hắn cơ hội a. Thao, cái kia Lâm Tiêu quá không biết xấu hổ đi, các vị sư huynh đều không nói gì, hắn liền nhảy ra ngoài. Lâm Tiêu nhanh chân đến trước, nhường rất nhiều người đều âm thầm hối hận, thầm mắng mình ngu xuẩn, không biết đoạt đi ra ngoài trước khiêu chiến. Dù sao, ai cũng biết, cuối cùng đoạt lấy thiên giai số 2 học xá sẽ chỉ có một người, mạnh nhất một cái kia mới có tư cách, không phải ngươi ra tay trước liền có thể thu được thiên giai số 2 học xá quyền cư ngụ. Thế nhưng, khiêu chiến Tịch Thiên Dạ cơ hội, lại rất có thể chỉ có một lần, ai trước đứng ra đem Tịch Thiên Dạ đánh bại, vậy ai chắc chắn liền sẽ danh tiếng vang xa. Cùng cảnh giới dưới tình huống đánh bại xông qua Thánh Sơn Tiên Thiên Thánh Mầm, có thể lấy ra thổi cả một đời. Tới đây khiêu chiến người, rất nhiều đều có tự mình hiểu lấy, biết mình không có khả năng đoạt lấy thiên giai học xá quyền sở hữu, bọn hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích, liền là nhằm vào Tịch Thiên Dạ, ý đồ đánh bại hắn dương danh lập vạn. Lâm Tiêu rơi vào đất trống bên trên, ha ha một hồi cười to, cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, quả quyết ra sân cướp được người chọn đầu tiên chiến Tịch Thiên Dạ tư cách, đánh tơi bời chiến mâu học viện từ trước tới nay chói mắt nhất thiên tài, đó là một kiện cỡ nào để cho người ta hưng phấn sự tình a. Dù cho lập tức liền sẽ bị mạnh hơn học trưởng ra tay đánh bại đuổi ra ngoài, vậy cũng rất đáng. Tịch Thiên Dạ, đừng sợ hãi rụt rè giống nữ nhân một dạng, đi ra đánh một trận đi. Lâm Tiêu la lớn, đủ loại hào khí vượt mây bộ dáng. Tịch Thiên Dạ trong lòng âm thầm lắc đầu, từng bước một đi ra, đi vào đất trống bên trên. Liền ngươi mặt hàng này cũng dám tới khiêu chiến ta, xem ra các ngươi thật là không có đem ta để vào mắt a. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lời vừa nói ra, không ít người đều trong lòng giật mình. Tịch Thiên Dạ khẩu khí kia, tựa hồ căn bản không có đem Lâm Tiêu để vào mắt. Lâm Tiêu, tông cảnh ngũ trọng thiên, tại toàn bộ nội viện hết thảy học viên bên trong đều thuộc về bên trong đạt tiêu chuẩn, nhất là này nhân sinh tính hiếu chiến, ưa thích tranh cường hiếu thắng, một thân kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mà lại hắn kiêm tu thể phách. Lực to như hổ, thân rắn như thép, bình thường binh khí đều rất khó ở trên người hắn lưu lại vết thương. Tại nội viện, Lâm Tiêu có thể nói có chút danh tiếng, rất nhiều tu vi cao hơn hắn nhất trọng thiên học viên cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Khẩu xuất cuồng ngôn, hắn một cái vừa đột phá đến tông cảnh người mới, thế mà liền dám không đem Lâm Tiêu học trưởng để vào mắt. Một mực nghe đồn Tịch Thiên Dạ trời sinh tính cuồng ngạo, không có tình người, hôm nay gặp mặt quả là thế. Lâm Tiêu học trưởng hắn đều không để vào mắt, kia cái gì người hắn để vào mắt, có phải hay không toàn bộ nội viện đều không có hắn có thể để ở trong mắt người. Hừ, thiên phú lại cao hơn cũng không phải ngươi cuồng vọng vô chi vốn liếng. Vòng vây tại ngoài cửa lớn đám người từng cái sắc mặt giọng mỉa mai, trong mắt tràn đầy khinh thường. Khó trách Tịch Thiên Dạ hội bình chân như vậy tại thiên giai số 2 học xá bên trong ở, nguyên lai hắn vốn chính là một cái không coi ai ra gì, cuồng ngạo dốt nát người. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một cỗ khí thế hung ác, cười lạnh nói. Không biết trời cao đất rộng, đã như vậy, ta đây liền đến lãnh giáo một chút ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Lâm Tiêu không định sẽ cùng Tịch Thiên Dạ nói nhảm, nắm đấm thường thường mới là có sức mạnh nhất lời nói. Vù, Lâm Tiêu thân ảnh giống như là một cây tên rời cung, vô cùng nhanh chóng nhào về phía Tịch Thiên Dạ, dẫn đầu phát động công kích.
Hắn kinh nghiệm đối địch phong phú, một khi ra tay liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng sẽ không ra vẻ đại khí hỏi đối phương có hay không chuẩn bị kỹ càng, hoặc là giả ý làm cho đối phương xuất thủ trước loại hình. Lưu quang liệt diễm thủ. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, tràn đầy thiên hỏa diễm tay ảnh trong khoảnh khắc bao trùm phương viên 5 trượng phạm vi, kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ, nhường phụ cận không khí kịch liệt ấm lên, trực tiếp tiêu thăng đến 100 độ trở lên, nước đều sẽ đun sôi, cỏ khô đều sẽ tự nhiên. Nhưng mà cái kia tràn đầy thiên hỏa diễm tay ảnh càng là đáng sợ, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng nhiệt độ cao, phổ thông tu sĩ nếu là bị đánh trúng sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị lực lượng kia xỏ xuyên qua lồng ngực, thân thể bị đốt thành tro bụi. Tông giai cao cấp hoang kỹ lưu quang liệt diễm thủ thế mà bị Lâm Tiêu tu luyện tới tình trạng như thế, sợ là đã đăng đường nhập thất đi. Bằng một chiêu này, nội viện tông giai ngũ trọng thiên học viên bên trong sợ là không có mấy cái có thể cùng hắn chống lại. Một tên thanh y nam tử lâm phong mà đứng tại đại điện màu sắc rực rỡ ngói lưu ly bên trên, ánh mắt liếc xéo, khẽ gật đầu bình luận nói. Đem tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới, cũng là có chút năng lực, bất quá làm người du hoạt điểm, không lấy vui. Khoảng cách thanh y nam tử cách đó không xa Sở Tường Phi thản nhiên nói, hiển nhiên đối với Lâm Tiêu nhanh chân đến trước sự tình có chút bất mãn, nguyên bản hắn dự định chính mình ra sân đối phó Tịch Thiên Dạ. Nhưng bây giờ, sợ là không có cơ hội sẽ cùng Tịch Thiên Dạ giao thủ, bởi vì Lâm Tiêu một cửa ải kia, hắn liền không qua được. Chương 98, Dung hợp hoang kỹ. Đại điện bên ngoài chúng các học viên càng là từng cái kinh hô không thôi, lưu quang liệt diễm thủ làm tông giai cao cấp hoang kỹ, ban đầu sẽ rất khó tu luyện, nội viện các học viên mặc dù đặt ở bên ngoài đều là thiên tài, nhưng muốn đem một môn tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới nhập môn. Vậy cũng là hết sức cực khổ sự tình, mà muốn đăng đường nhập thất, không có 10 năm khổ công, thậm chí mấy chục năm khổ công, căn bản cũng không khả năng. Lưu quang liệt diễm thủ dùng tốc độ cùng uy lực xưng, cái kia lưu quang tốc độ, Tịch Thiên Dạ căn bản tránh không xong, chỉ có thể đón đỡ. Mà đón đỡ, liệt hỏa thủ ấn uy lực, sợ là có thể làm cho hắn tuyệt vọng. Có người dám thở dài, Tịch Thiên Dạ chính hắn tìm đường chết, không thể trách ai được. Thiên Huân quận chúa trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng, lưu quang liệt diễm thủ tại Chiến Mâu học viện hết thảy tông giai hoang kỹ bên trong đều thuộc về bài danh hàng đầu, bất quá tu luyện không dễ, Lâm Tiêu đem lưu quang liệt diễm thủ tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới. Dù cho tông cảnh lục trọng thiên học viên gặp gỡ sợ cũng không nguyện ý đối mặt, đừng nói Tịch Thiên Dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh, trước mắt chỉ có tông cảnh nhất trọng thiên tu vi mà thôi. Làm tu sĩ tu luyện tới tông cảnh về sau, trong cơ thể hoang khí đã có khả năng chuyển hóa thành có thuộc tính lực lượng, tỉ như hỏa diễm hoang khí, một khi kích phát, nhiệt độ cao cháy, uy lực tương đương đáng sợ. Lưu quang liệt diễm thủ nếu là đánh trúng kẻ địch, ngươi đem tu vi thấp kẻ địch đốt thành tro bụi, dù cho tu vi đầy đủ cao kẻ địch, bị như thế bạo liệt hỏa diễm lực lượng công kích, đoán chừng cũng đồng dạng không dễ chịu. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại là sắc mặt lạnh nhạt, nện bước nhẹ nhõm bộ pháp, xem những cái kia tràn ngập phương viên 5 trượng liệt diễm thủ ấn tại không có gì. Hắn mỗi bước ra một bước, rơi xuống đất vị trí đều vô cùng huyền diệu. Cái kia nhìn như vô thiên cái địa, không cách nào tránh né liệt diễm trưởng ấn, căn bản liền Tịch Thiên Dạ góc áo đều không đụng tới. Ngươi tu luyện qua thân pháp hoang kỹ. Lâm Tiêu nhiều lần công kích không cách nào có hiệu quả, sắc mặt hơi hơi trịnh trọng lên. Tịch Thiên Dạ thân pháp rất là huyền diệu, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào truy kích đều không đụng tới hắn, tựa như một người trên mặt đất truy trên bầu trời chim, căn bản là đuổi không kịp. Người tu luyện thân pháp hoang kỹ cũng không phàm, bất quá một vị tránh né thế nhưng là vô dụng. Lâm Tiêu tàn nhẫn cười một tiếng, dưới chân đạp một cái nhảy vào không trung, to lớn bàn tay mãnh liệt hướng xuống vỗ. Cái dây chưởng, khoanh, một cái khổng lồ liệt diễm bàn tay xuất hiện trên không trung, bao trùm tại phương viên 10 trượng phạm vi, kinh khủng hỏa diễm bao phủ bốn phương, sóng nhiệt dậy sóng đánh tới. Cái kia khổng lồ hỏa diễm bàn tay tựa như là lưu quang liệt diễm thủ mở rộng bản, chẳng những phạm vi rộng mà lại ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Đối mặt khổng lồ như thế hỏa diễm bàn tay, bao trùm phương viên 10 trượng, tình huống bình thường tới nói, căn bản là không cách nào tránh né.
Lâm Tiêu cũng là có điểm năng lực. Nguyễn Quân Trác ngồi tại trên ghế mây, khẽ vuốt cằm, đuôi lông mày hơi nhíu lại. Lâm Tiêu thế mà đem cái dây trưởng thi triển phương thức dung nhập vào Lưu Quang Liệt Diễm Thủ bên trong, thiên phú như vậy, sợ là đem Lưu Quang Liệt Diễm Thủ tu luyện tới đại thành viên mãn đều có hy vọng đi. Vương Giang Thuận sợ hãi than nói, hắn mặc dù là chiến mâu học viện lão sư, nhưng chỉ là ngoại viện lão sư mà thôi, luận địa vị cùng thực lực cũng không so nội viện học viên cao. Còn luận thiên phú càng là chênh lệch rất xa, không ở cùng một cấp bậc. Lưu Quang Liệt Diễm Thủ hắn từng cũng tu luyện qua, nhưng hao phí thời gian một năm đều không thể nhập môn, cuối cùng không thể không từ bỏ đi, ngược lại lựa chọn một môn đơn giản tông giai cấp thấp hoang kỹ tu luyện. Tôn Hiểu Vi lạnh lùng lườm Vương Giang Thuận liếc mắt, mặt không thay đổi nói. Đem một môn tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới, nói rõ đã khắc sâu hiểu môn này hoang kỹ áo nghĩa, đem hơi chuyển hóa một cái công kích hình dáng, dung nhập vào một môn đơn giản đê giai hoang kỹ bên trong cũng không là sự tình khó khăn cỡ nào. Nàng đồng dạng đem một môn tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới đăng đường nhập thất tình trạng, tự nhiên có tư cách nói lời này. Bất quá trong lòng lại là than nhẹ một tiếng, đối mặt lợi hại như thế mạnh mẽ đối thủ, Tịch Thiên Dạ sợ là gặp nạn rồi. Dù cho nàng đối đầu Lâm Tiêu, phần thắng đều tại chia 5 năm ở giữa. Cái dây trưởng chỉ là một môn bình thường phàm giai hoang kỹ, tùy tiện một vị phàm cảnh tu sĩ đều có thể tu luyện. Này hoang kỹ có một cái đặc tính chính là, phạm vi công kích rất rộng, nhưng uy lực rất thấp. Nếu là từ phàm cảnh tu sĩ thi triển đi ra, cách không một trưởng bộ xuống sợ là liền con gà đều chấn bất tử. Cái dây trưởng này loại phạm vi công kích loại hoang kỹ, bình thường chỉ thích hợp với tu vi cao tu sĩ phạm vi lớn đối phó tu vi thấp tu sĩ. Nhưng Lâm Tiêu đem Lưu Quang Liệt Diễm Thủ dung nhập vào cái dây trong lòng bàn tay, uy lực lại là cách biệt một trời, không chỉ có cái dây trưởng phạm vi tính công kích, mà lại cũng có Lưu Quang Liệt Diễm Thủ lực lượng cường đại. Tịch Thiên Dạ gặp gỡ như thế nhất kích, làm sao tránh? Căn bản không chỗ có thể trốn. Ha ha, Tịch Thiên Dạ tu vi không được tốt lắm, nhưng luận chạy trốn tránh né năng lực, cũng là không ai bằng A. Bất quá dưới mắt ta đảo muốn nhìn một chút, hắn như thế nào tránh thoát đi? Có người cười nhạo nói, lợi hại hơn nữa thân pháp loại hoang kỹ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Thiên Huân Quận Chúa âm thầm gấp, bị mở rộng bản Lưu Quang Liệt Diễm Thủ đánh trúng, Tịch Thiên Dạ cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương, sợ là mấy tháng đều muốn nằm ở trên giường. Tịch Thiên Dạ, ngươi thiên phú cao ta thừa nhận, nhưng mới vừa vào nội viện liền ý đồ chiếm cứ thiên giai số 2 học xá, ngươi quá để ý mình. Lâm Tiêu băng lãnh tiếng âm vang lên, lần này ra tay hắn không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình. Mà lại hắn dù cho muốn lưu tay cũng làm không được, đem Lưu Quang Liệt Diễm Thủ dung nhập vào cái dây trong lòng bàn tay ban đầu liền không dễ, mà lại phạm vi lớn như thế công kích, hắn đã đem hết toàn lực, trong cơ thể hoang khí tiêu hao 90%, lại muốn thu hồi gần như không có khả năng. Nhưng mà mọi người khiếp sợ, thậm chí có thể nói quỷ dị cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tịch Thiên Dạ trực tiếp xuyên qua cái kia mở rộng bản Lưu Quang Liệt Diễm Thủ, dường như xuyên qua một lớp giấy, không nổi mảy may gợn sóng, cứ như vậy xuất hiện ở trên không, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt. Ngươi, Lâm Tiêu khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, đầu óc nửa ngày quá tải đến, Tịch Thiên Dạ bị hắn Lưu Quang Liệt Diễm Thủ bao trùm, vốn nên tiếp nhận cái kia vô tận hỏa diễm lực lượng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Có hoa không quả chiêu số, không chịu nổi một kích. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đồng thời thật đơn giản vung ra một chân, đánh vào Lâm Tiêu trên ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc, Lâm Tiêu hung hăng nện tại mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, một ngụm máu không bị khống chế bắn ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như giấy vàng, toàn thân sụi lơ vô lực, đứng lên đều làm không được. Tịch Thiên Dạ một cước kia nhìn như tùy ý, nhưng lại ẩn chứa một cỗ kinh khủng nội kình, cái kia cỗ nội kình chui vào trong cơ thể hắn, một đường điên cuồng phá hư, hắn căn bản là không có cách chống cự, tựa như trang giấy ngăn không được cây kim xuyên thấu. Hắn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy hoang khí, cái kia hoang khí cuồn cuộn kéo dài, tựa hồ vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Mà lại tinh túy như bảo thạch, cứng cỏi vô cùng, không gì không phá.
Hắn hoang khí cùng gỗ lực lượng kia so sánh, đơn giản liền là thép tinh cùng gỗ mục khu đừng, đừng nói ngăn cản, đơn giản chạm vào liền tan nát. Ngắn ngủi mấy cái nháy mắt công phu, chẳng những trong cơ thể hộ thể hoang khí bị đều phá hủy, mà lại kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ trọng thương. Chương 99, bốn mặt đều địch, trong cung điện bên ngoài, toàn trường yên tĩnh. Mặc kệ là học viên, lão sư, thị nữ, hoặc là ỷ vào thân phận mình đứng ở đằng xa ngắm nhìn các trưởng lão, tất cả đều bị một màn trước mắt cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không có khả năng, Lâm Tiêu co quắp ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Hắn làm sao lại bại? Hắn sớm đã đi vào viện 10 năm lâu, tu thành tông cảnh ngũ trọng thiên, mà lại đem một môn tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới đăng đường nhập thất cấp độ. Thành tựu như thế, cho dù ở chiến mâu học viện nội viện hắn đều có chút lóa mắt. Nếu là đặt ở trong thế giới bên ngoài, dù cho những tông cảnh đó thất trọng thiên tu sĩ đều chưa hẳn có thể ngươi chiến thắng hắn. Vừa mới ta chỉ là hơi chút nhỏ trừng phạt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thật sự là hắn không có ra tay độc ác, bằng không hắn có một vạn loại biện pháp nhường Lâm Tiêu sống không bằng chết, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu thanh niên mà thôi, tiểu trừng đại giới một phen là đủ. Lâm Tiêu đau thương cười một tiếng, trong lòng biết mình đã chiến bại, mặc dù hắn căn bản không biết tại sao lại bại, dù cho hiện tại hắn đều nghĩ mãi mà không rõ xem không hiểu. Vốn là muốn cầm Tịch Thiên Dạ dương danh lập vạn, kết quả lại thảm đạm kết thúc, ngược lại chính mình thành trò cười. Mà lại Tịch Thiên Dạ hoàn toàn chính xác đã hạ thủ lưu tình, nếu không vừa rồi dưới tình huống đó, hắn lực lượng toàn thân đã thi triển ra đi, căn bản không kịp chống cự Tịch Thiên Dạ công kích, Tịch Thiên Dạ muốn giết hắn đều dễ như trở bàn tay. Ta chỉ muốn biết, vì sao ngươi có thể xuyên qua ta mở rộng bản lưu quang liệt diễm thủ, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, hắn một trưởng kia dùng hết hắn hết thảy lực lượng, lực công kích mạnh, dù cho tông cảnh lục trọng thiên tu sĩ đón đỡ đều phải bị thương. Nhưng mà, nếu như có thể giống Tịch Thiên Dạ như vậy trực tiếp xuyên qua, như vậy hắn liền sẽ không môn mở rộng, hết thảy nhược điểm toàn bộ bại lộ, cơ hồ không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nói một cách khác, nếu như ai cũng ngươi lông tóc không hao tổn xuyên qua hắn lưu quang liệt diễm thủ, như vậy hắn hẳn phải chết. Ngươi cái kia cái gọi là mở rộng bản dung hợp hoang kỹ, trong mắt của ta lỗ hổng trồng chất, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Trình độ của ngươi căn bản làm không được đem hai loại khác biệt hoang kỹ dung hợp, cùng người thời điểm chiến đấu làm như vậy, không khác muốn chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không có cự tuyệt Lâm Tiêu đặt câu hỏi, ngược lại rất có kiên nhẫn hồi đáp. Đem hai môn khác biệt hoang kỹ dung hợp là một, độ khó không thua sáng tạo một môn cao thâm hơn hoang kỹ, há lại Lâm Tiêu có thể làm được sự tình. Lâm Tiêu cái kia cái gọi là dung hợp hoang kỹ, mặt ngoài nhìn qua uy lực cương mãnh, tựa hồ rất là bất phàm, kỳ thật liền là một cái thùng rỗng mà thôi, đơn giản lỗ hổng trồng chất, khắp nơi đều là lỗ thủng, tùy tiện tìm tới một chỗ sơ hở đều có thể tùy tiện phá giải đi. Chân chính dung hợp hoang kỹ, rất đơn giản sâu vô cùng, viên mãn như một, căn bản sẽ không có quá nhiều rõ ràng lớn lỗ thủng. Mà Lâm Tiêu loại kia chỉ có thể nói là đem hai môn hoang kỹ tùy ý đè lên nhau nhào nặn, cưỡng ép túng hợp lại cùng nhau mà thôi. Nguyên lai ta đây không phải là dung hợp hoang kỹ. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Hắn vì đem lưu quang liệt diễm thủ cùng cái dây trưởng dung hợp lại cùng nhau, hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi nghiên cứu, nằm mơ đều không ngờ rằng, hắn lần này đại bại, thế mà bại ở trên đây. Đám người nghe vậy, từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đó là bởi vì Lâm Tiêu thi triển hoang kỹ có vấn đề, mà không phải Tịch Thiên Dạ thật có được quỷ thần khó lường lực lượng. Lâm Tiêu cái kia dung hợp hoang kỹ, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Nguyễn Quân chắc gật đầu nói, nàng cũng có thể nhìn ra Lâm Tiêu cái kia dung hợp hoang kỹ bên trong một chút chỗ không ổn. Trên thực tế, dung hợp hoang kỹ, đối với bọn hắn cấp độ này tu sĩ tới nói, đều chỉ có thể đi dễ hiểu nếm thử một chút, căn bản không có khả năng chân chính dung hợp. Thế nhưng, dù cho dễ hiểu nếm thử, cái kia cũng rất khó khăn, cần đầu nhập hết sức nhiều thời giờ đi nghiên cứu. Thì ra là thế, Lâm Tiêu thật sự là không may, phạm phải như thế sai lầm lớn, mà lại bị Tịch Thiên Dạ bắt lấy.
Ai nói không phải đâu, Tịch Thiên Dạ thật là vận khí tốt a. Bất quá cũng là Lâm Tiêu tìm đường chết, êm đẹp thi triển cái gì dung hợp hoang kỹ. Dung hợp hoang kỹ hoàn toàn chính xác rất khó. Cái kia Lâm Tiêu chính mình trình độ không đủ, lại lung tung thi triển, cuối cùng đem chính mình cho hại khổ đi. Đại sư tỷ chính miệng nói Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ có vấn đề, cái kia chính là thật sự có vấn đề rất lớn, dù sao tại nội viện đại sư tỷ nói lời liền là quyền uy, tất cả mọi người tin phục. Trong lúc nhất thời đám người cũng cảm giác mình tìm được mấu chốt của vấn đề cùng lý do, dù sao ai cũng không tin, Tịch Thiên Dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh liền có mạnh như vậy. Chỉ là Nguyễn Quân chắc còn có một câu nàng chưa hề nói, mong muốn trong nháy mắt bắt lấy dung hợp hoang kỹ lỗ thủng từ đó phản kích, đồng dạng hết sức khó khăn. Nơi xa, Ngưu Kim Đấu cùng mấy tên nguyên lão tụ tập tại cùng một chỗ, lặng lẽ quan sát lấy Tịch Thiên Dạ trong phủ nháo kịch. Một tên nguyên lão nghe vậy, khẽ gật đầu nói, Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ vấn đề xác thực rất lớn, tiện tay sẽ bị phá chi. Ngưu Kim Đấu lườm tên kia nguyên lão liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi cái gì lịch duyệt cùng hiểu biết, tự nhiên có khả năng tiện tay phá đi. Nhưng Tịch Thiên Dạ một cái chừng 20 thiếu niên mà thôi, nhưng cũng có thể làm đến. Đáng sợ như vậy nhãn lực sức phán đoán cùng sức quan sát, ngươi không cảm thấy hết sức đáng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi sao? Người nguyên lão kia nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ lại đúng là như thế. Hắn chính là tôn giả, nhìn ra Lâm Tiêu cái kia dung hợp hoang kỹ bên trong hàng loạt lỗ thủng rất bình thường. Thế nhưng là Tịch Thiên Dạ, một cái vừa mới đột phá đến tông cảnh thiếu niên, không phải như vậy a? Ngưu Kim Đấu ánh mắt trịnh trọng, rất là cảm khái nói. Lần nữa bị hắn rung động, kẻ này chi thiên phú, khoáng cổ tuyệt kim a. Hắn rốt cục có chút hiểu rõ, viện trưởng tại sao phải đem Tịch Thiên Dạ đặt đám người mặt đối lập. Đối với Tịch Thiên Dạ này loại tuyệt thế chi tài tới nói, những cái kia bình thường lịch luyện hiển nhiên vô dụng, chỉ có phi thường sự tình mới có thể chân chính ma luyện hắn đi. Các ngươi từng cái chắn tại cửa ra vào, có phải hay không cho là ta dễ khi dễ, đều muốn đem ta đuổi đi. Bất quá ta Tịch Thiên Dạ chỗ ở, nếu như mình không nguyện ý đi, ai có thể đem ta đuổi đi. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn những cái kia vòng vây tại trước cổng chính học viên, so đơn giản là như thương trên thân thể tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai khí khái. Cuồng vọng, tự đại, rốt nát, chắn tại cửa ra vào học viên dồn dập chửi rủa, đủ loại nhìn Tịch Thiên Dạ không vừa mắt. Cái gì ai có thể đem hắn đuổi đi? Đơn giản liền là đối bọn hắn tất cả mọi người khiêu khích, nội viện như thế lớn, chẳng lẽ không ai có thể đối phó ngươi một cái Tịch Thiên Dạ không thành, ngươi không khỏi quá không đem nội viện chúng hào kiệt để ở trong mắt đi. Mặc dù đại bộ phận người đều đang mắng Tịch Thiên Dạ, nhưng cũng có một chút tiểu nữ sinh, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Loại kia tự tin, loại kia từ trong ra ngoài phát ra nam tử khí khái, thực sự quá làm cho các nàng mê muội. Thiên Huân quận chúa ánh mắt có chút mê ly, nàng bỗng nhiên phát hiện, Tịch Thiên Dạ trên người có một cỗ khí chất, đặc biệt hấp dẫn nàng, cái loại cảm giác này có chút nói không ra. Nhưng nếu như nói phải có một cái nam nhân thật để cho nàng thích, đó nhất định là Tịch Thiên Dạ loại nam nhân này. Cuồng vọng tự đại, ai có thể đuổi ngươi đi? Ha ha, thật sự là khôi hài tới. Qua hôm nay, nếu như ngươi vẫn là thiên giai số 2 học xá chủ nhân, liền coi như ta thua. Một tên dáng người thon dài, tóc dài bay lượn buông thả không bị trói buộc thanh niên theo ngói lưu ly bên trên nhảy xuống, sắc mặt lạnh buốt từng bước một hướng Tịch Thiên Dạ đi đến. Từng tia lạnh lẽo như băng khí tức từ trên người hắn phóng thích mà ra. Người này vừa xuất hiện, liền trong đám người dẫn tới một tràng thốt lên âm thanh, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Chương 100, rắn độc Ninh Vân Phi. Thanh niên tóc dài xõa vai, mảnh khảnh con mắt rất là yêu tà, thân bên trên tán phát ra một cỗ băng hàn triệt cốt âm khí, đứng tại hắn ba trượng phạm vi bên trong, liền tựa như rơi rơi hầm băng. Ninh Vân Phi, Vương Vũ Văn nhìn cái kia nhảy ra tà mị thanh niên, kém chút lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng vẻ khẩn trương. Chủ nhân, cẩn thận người này.
Vương Vũ Văn sắc mặt trắng bệch, khẩn trương nhắc nhở, dù cho nàng đều biết người thanh niên kia, thực sự người này hung danh tại bên ngoài, tại nội viện cơ hồ không ai không biết, không người không hay, các nàng này chút thị nữ đều biết. Thiên Huân quận chúa sắc mặt căng cứng, cũng là cao giọng nhắc nhở. Tịch huynh, người này tên là Ninh Vân Phi, mặc dù chỉ có tông cảnh thất trọng thiên tu vi, nhưng tại nội viện lại có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hắn tu luyện Hàn Lân Xà Kinh vô cùng ác độc, thi triển đi ra phương viên 10 trượng đều sẽ bị u minh hàn khí đóng băng lại, chẳng những ảnh hưởng người khác hành động cùng tư duy, mà lại trong cơ thể hoang khí đều sẽ bị đông cứng, dẫn đến vận chuyển thong thả. 10 thành lực lượng chưa đủ 7 thành. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Hàn Lân Xà Kinh ẩn chứa kịch độc, một cái sơ sẩy liền có thể bị khí độc xâm nhập trong cơ thể, khó mà loại trừ, một khi trúng độc hậu quả khó mà lường được. Rắn độc Ninh Vân Phi đều đứng ra khiêu chiến Tịch Thiên Dạ, khiến cho Thiên Huân quận chúa đều có chút bất ngờ, hắn tại nội viện tựa như một đầu ẩn núp rắn độc, không có mấy người nguyện ý trêu chọc hắn. Mà lại người này vô lợi không dậy sớm, tính cách lãnh khốc, không có lợi ích sự tình tuyệt đối sẽ không đi làm, vẻn vẹn vì hư danh đứng ra đắc tội Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên không phù hợp tính cách của hắn. Hướng Nghiễm Hy, ngươi dở trò quỷ. Thiên Huân quận chúa mãnh liệt nhìn về phía Hướng Nghiễm Hy, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng theo Hướng Nghiễm Hy trên mặt bắt được một tia lạnh buốt không hiểu cảm xúc. Hướng Nghiễm Hy nhìn hướng Thiên Huân quận chúa, hơi hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Hướng Thiên Huân, ngươi quản rất rộng a, bản điện hạ làm cái gì không cần phải báo cho ngươi đi. Thiên Huân quận chúa sắc mặt rất khó coi, quả nhiên Hướng Nghiễm Hy dở trò quỷ, bằng không thì trước sau như một vô lợi không dậy sớm rắn độc Ninh Vân Phi dường như rất nhỏ có thể tham dự đến dạng này phân tranh bên trong tới. Trong nội viện mạnh hơn Ninh Vân Phi người không phải là không có, nhưng Ninh Vân Phi tuyệt đối là đáng sợ nhất, bởi vì trêu chọc đến hắn người, tất cả đều không chết cũng tàn phế, ngược lại xuống tràng đều rất thê thảm. Hướng Nghiễm Hy, ngươi là hoàng tộc thành viên, ngươi hành động đại biểu cho hoàng tộc, ngươi hẳn phải biết Tịch Thiên Dạ tại Chiến Mâu học viện địa vị, nếu như ngươi làm loạn, cẩn thận ta hoàng thất lão tổ tông đều cứu không được ngươi. Thiên Huân quận chúa lạnh lùng nói, trong lòng rất là nổi nóng. Hướng Nghiễm Hy cái dám bản sự không có, liền biết làm một chút thứ oai môn tà đạo, đơn giản mất hết hoàng thất mặt. Hướng Thiên Huân, ta như thế nào làm không tới phiên ngươi để ý tới, ngươi cũng đại biểu không được hoàng tộc. Hướng Nghiễm Hy lạnh lùng đánh trả, ngươi một cái quận chúa cũng mưu toan đại biểu hoàng tộc, đơn giản buồn cười. Hướng Thiên Huân giận đến toàn thân run rẩy run, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này, trong đám người đã xôi trào, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều người đều không ngờ rằng, rắn độc Ninh Vân Phi sẽ ra ngoài khiêu chiến Tịch Thiên Dạ. Ninh Vân Phi ngoại hiệu rắn độc, theo ngoại hiệu cũng có thể thấy được, người này vô cùng âm lãnh ác độc, có thù tất báo, một khi bị hắn để mắt tới, tựa như rắn độc để mắt tới con mồi của mình, không cắn một cái tuyệt sẽ không bỏ qua. Tịch Thiên Dạ xui xẻo, thế mà trêu chọc phải rắn độc Ninh Vân Phi, dù cho bị Lâm Tiêu đánh một trận, nhiều nhất nằm trên giường mấy tháng. Mà gặp gỡ Ninh Vân Phi, rất có thể liền trực tiếp phế đi a. Thảm thương thật đáng buồn. Bất quá đó cũng là Tịch Thiên Dạ chính mình làm, ai bảo hắn một người mới phách lối như vậy. Tịch Thiên Dạ vừa tới nội viện giống như này khoa trương, hiển nhiên đắc tội không ít học viên cũ, rất nhiều người đều đối Tịch Thiên Dạ không có hảo cảm. Dùng Tịch Thiên Dạ tại Chiến Mâu học viện địa vị, Ninh Vân Phi sợ là không dám giết hắn, bất quá nhường Tịch Thiên Dạ chịu nhiều đau khổ cũng là rất đơn giản. Ninh Vân Phi Hàn Lân Xà Kinh ác độc hung tàn, nghe nói không phải Chiến Mâu học viện công pháp, mà là tới từ một thần bí ma môn tông phái, nếu như bị công pháp này kích thương, dù cho chỉ là vết thương nhẹ đều cần tĩnh dưỡng 1-2 năm. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều tràn đầy thương hại. Vì hắn trêu chọc phải Ninh Vân Phi mà mặc niệm. Vương Vũ Văn cùng Mã Vinh Phát rất là cuống cuồng, nhưng lúc này lại không chút nào biện pháp. Tịch Thiên Dạ lẳng lặng đứng ở giữa sân, chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn cái kia chậm rãi hướng mình đi tới thanh niên. Tịch Thiên Dạ, ngươi có lẽ không biết đi, mệnh của ngươi thật là rất đáng tiền a. Bất quá đáng tiếc tạm thời không thể giết ngươi. Ninh Vân Phi nghiêng nghiêng nhìn qua Tịch Thiên Dạ, khóe môi treo nụ cười quỷ dị.
Tịch Thiên Dạ lườm Ninh Vân Phi liếc mắt, thản nhiên nói: "Ngươi sợ là không có năng lực giết ta? Thật sao? Ngươi hết sức tự tin a?" Ninh Vân Phi tà tà cười một tiếng, trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng âm hàn. Tịch Thiên Dạ cười cười: "Đối ta có sát tâm, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng." Ninh Vân Phi con ngươi co rụt lại, lập tức ha ha cười nói: "Có ý tứ, có ý tứ. Dám như thế nói chuyện với ta, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nguyên bản ta chỉ tính toán đem ngươi làm tàn là được, xem ra hiện tại có khả năng càng qua chia một ít." Ninh Vân Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, mỗi nói một câu, thân ảnh của hắn liền mơ hồ một điểm, khi hắn nói hết lời thời điểm, toàn bộ người đã bị vô tận màu đen xương lạnh bao phủ, phương viên 10 trượng mặt đất ngưng kết ra một tầng thật dày màu đen băng tinh. Âm phong hò hét, băng xương bay lượn, khói đen tràn ngập, có thể tầm nhìn rất gần. Ninh Vân Phi giống như là địa ngục bên trong đi ra u linh, tại gió xương bên trong như ẩn như hiện, tựa hồ rất xa, lại tựa hồ rất gần. Cửa điện bên ngoài, không ít học viên theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, Hàn Lân Xà Kinh toàn lực thi triển đi ra sinh ra cảnh tượng quá mức đáng sợ, khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Khoảng cách tương đối gần trong điện bọn thị nữ, từng cái hoa dung thất sắc, bối rối lui lại. Có mấy cái thị nữ, thậm chí ngã nhào trên đất, sắc mặt tái xanh, toàn thân bủn rủn vô lực, nửa ngày không đứng dậy được, lộ ra nhưng đã trúng độc. Cũng may Vương Vũ Văn phát hiện kịp lúc, lập tức để cho người đem trúng độc mấy người nhấc vào trong cung điện, lại ở chỗ này trễ nải nữa, sợ là sẽ phải một mệnh ô hô. Bàng môn tà đạo. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt một phất ống tay áo, một cỗ hạo đại thuần khiết, chí cao chí thánh khí tức từ trên người hắn bao phủ mà ra, những nơi đi qua hết thảy âm phong hắc băng trong nháy mắt tan rã, tràn ngập trong không khí độc tố trong nháy mắt bị tịnh hóa. Bao phủ phương viên 10 trượng băng xương gió lốc cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Thế mà bị khắc chế. Ninh Vân Phi thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, hắn không ngờ rằng, hắn Hàn Lân Xà Kinh thế mà bị Tịch Thiên Dạ tu luyện lực lượng khắc chế, lực lượng kia chí cương chí dương, thần thánh hạo đại, vừa vặn chính là Hàn Lân Xà Kinh khắc tinh. Ngươi tu luyện chính là loại nào hoang quyết? Ninh Vân Phi lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn Hàn Lân Xà Kinh phẩm giai rất cao, chính là tôn giai cấp độ hoang quyết, bình thường hoang quyết tu luyện ra được lực lượng căn bản không có khả năng khắc chế hắn. Hết sức hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ tu luyện cũng là một môn tôn giai cấp độ hoang quyết, mà lại phẩm giai thậm chí khả năng so với hắn Hàn Lân Xà Kinh càng cao. Chiến Mâu Học Viện quả nhiên rất xem trọng Tịch Thiên Dạ, thế mà tại nội viện lúc liền đã truyền thụ cho hắn tôn giai hoang quyết.